Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Vị Thầy Vầu của tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Thầy Vầu Hóa Tử Thần. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sớm hôm, tại một ngôi làng có tên là làng Tá Lạ, cũng nằm gần ngay bên cạnh làng Phỏng quen thuộc, mới sáng ngày ra đã có đám người nhốn nháo chạy ùa về phía cuối làng. Ở bên trong sân của một ngôi nhà, các đàn ông đang băm cái thân chuối nghe ồn ào thì ngó ra ngoài cổng rồi đứng dậy, phủi tay vào cái vạt áo mấy cái rồi chạy hẳn ra, kéo tay của một người lại rồi hỏi: "Ơ, đi đâu mà vội thế? Trong làng có tiệc hả? Đãi nhiều món không?" Người kia nhăn mặt rồi đáp: "Đại đại cái đếch gì, còn ở đó mà hỏi vớ vẩn. Thế có chuyện gì, sao anh cũng chạy vội như đi chạy hội thế?" "Ô hay, hội với trả lễ cái gì, trong làng có chuyện rồi còn không biết hả?" "Có chuyện gì, tôi đâu có biết cái gì đâu." Người kia liền tặc lưỡi: "Ôi trời ơi, chuyện lớn như vậy không biết, ủa thế ông không biết thật hả?" "Thì có ai nói đâu mà biết thế đếch nào, ăn cái nói cái gì mà nhây thế, có chuyện gì nói đi xem nào." Cụ mày... Bà này đột nhiên nhớ đến chuyện chính, vì lý do gì đó mà trở nên đấp úng. Các đàn ông nghe như vậy như đang chửi mình thì đưa mặt: "Ô hay, sao bà lại chửi tôi?" "À không không, tôi đâu có chửi ông. Ý tôi là cụ mày Cứ nhắc tới đây thì bà ta lại trở nên đấp úng. Cho nên thằng cha kia vẫn cứ nghĩ là chửi mình. Đã vậy lại còn lặp lại hai lần. Gã liền gắt: "Đấy, cái bà này vô duyên thật chứ. Sáng ngày ra người ta hỏi không nói thì tôi lại còn chửi. Bà tưởng tôi hiền bà bắt nạt hả? Cái thằng Chí này là không có sợ ai đâu đấy, vơ va vơ vẩn." À, đàn bà kia xua tay khốn khổ giải thích: "À không, tôi có chửi ông bao giờ. Ý tôi muốn nói là cụ mày làng mình chết rồi. Người ta đang kéo qua coi cái kia." Nghe tới đây, lão Chí bố thằng Đắc lập tức hoang mang hỏi: "Cái gì? Cụ mày chết rồi hả? Thì mất khi nào? Sao mà mất?" "Thì tôi cũng biết đâu, tôi vừa nghe cho nên chạy qua hỏi thì bị ông kéo lại đây. Thôi tôi đi trước nha, ông muốn biết thì qua đó mà coi." Lão Chí gật đầu ngay. À, đàn bà quay lưng chạy đi. Vừa chạy vừa cười đều thầm nghĩ trong đầu: mãi mới có cơ hội chỉ cho cái thằng trái một trận, đã cái miệng quá. Hóa ra ban nãy mụ ta là thừa cơ hội để chửi lão Chí cho sướng miệng, vì mụ ghét cái lão ấy nhất cái làng này. Mồ ghét là bởi đàn ông đàn an gì mà suốt ngày bu bu cái mồm xen vào chuyện của người khác, lắm chuyện còn hơn cả mấy mụ đàn bà trong xóm. Tuy nhiên chuyện cụ mày chết là có thật, chẳng hiểu cha sinh mẹ đẻ thế nào mà lại đặt cho cụ cái tên là mày. Là tên thật chứ chẳng phải là tên gọi khác của cụ. Ở làng quê thì cái chuyện trong làng có người qua đời rất được người ta quan tâm. Hễ cứ có nhà nào có người chẳng may yểu mệnh thì họ sẽ tới để phụ giúp công việc, cũng như chia buồn cho gia đình. Ở cũng được gọi là tình làng nghĩa xóm, nghĩa tử nghĩa tận. Chính vì chuyện cụ mày qua đời khiến dân làng Tá Lạ quan tâm khủng khiếp. Họ hoảng hốt khi nghe tin cụ mất, cũng là vì trong làng này cụ mày là người sống thọ nhất, năm nay ngót nghe 99 tuổi, nghĩa là chỉ cần tới sinh nhật tiếp theo cụ đã sống đủ một thế kỷ. Tuổi cao nhưng cụ khỏe lắm, mắt vẫn còn gọi là tỏ tường, đầu óc vẫn minh mẫn. Hàng ngày còn đi lại ở trong sân như để tập thể dục, chứ không phải nằm một chỗ như mấy cụ khác. Vì thế cho nên ai cũng nghĩ cụ phải sống với con với cháu lâu lắm. Nào ngờ mới sáng ra, hàng xóm đã giáo nhau là cụ mày qua đời. Tính ra thì cụ ra đi cũng đột ngột, không ai có thể ngờ được. Lão Chí một hồi sau cũng chạy tới nơi, nghe tiếng khóc nghẹn của đám con cháu. Bên cạnh hàng xóm cũng thay nhau sụt sùi thương tiếc, xen vào đó có những tiếng rỉ rầm: "Thương cụ thật chứ, mới hôm qua tôi sang đây còn thấy cụ khỏe mạnh lắm, trả lời tôi còn được vài câu ấy mà cụ cười tươi lắm, thế mà bây giờ lại như thế." "Thương thật đâu bà ạ, lúc còn sống các con các cháu cho đến người dân chung quanh ai cũng thương cụ cả, ai cũng muốn là cụ khỏe mạnh sống mãi, ấy vậy mà..." Lão Chí lúc này cũng bàng hoàng lắm. Thực ra thì lão và gia đình cụ mày cũng khá thân thiết, thân là vì ngày xưa lão được chính tay cụ mày cứu sống khi suýt nữa chết đuối ở dưới ao. Cũng từ đó hai gia đình hay qua thăm hỏi động viên nhau. Cậu mày từ đó
thì cũng coi Lão Chí kể cả là thằng Đắc sau này như con cháu hết sức quan tâm. Mấy hôm qua đây, Đắc từ đâu đó trở về sang thăm bà cụ, vậy mà bây giờ cụ đã nằm nhắm mắt xuôi tay. Lão liền lao vào khóc lớn, khóc to hơn cả ruột thịt. Trời đất ơi, cụ ơi là cụ, sao cụ lại bỏ chúng con đi? Cụ mà đi thì con rơi vào cảnh mồ côi sao đi hả cụ ơi? Cụ tỉnh dậy đi. Đám người nhà đang khóc cũng không nhịn được cười, có kẻ còn không ngậm được mồm vì cái lão này khóc lố quá. Lão Chí cũng nhận ra thì khổ sở thay đổi. Thế là tiếng khóc chan chứa lại hòa với nhau. Mãi một lúc sau lão mới cùng con trai cụ mày ra ghế để nói chuyện. Chứ sao cụ mất khi nào? Cụ không biết chính xác, cơ mà chắc là đêm qua. Bố tuổi cao sức yếu ra đi cũng là lẽ thường, chỉ là sao? Chỉ là không biết tự nhiên đêm qua đang chuẩn bị đi ngủ, cả nhà nghe tiếng cụ hét ầm ở trong buồng. Tôi với mấy người chạy sang thì cụ nép vào một góc, cả người run lên bần bật, chẳng hiểu vì sao ông ạ. Lúc ấy lo quá nên tôi cũng ngủ lại với cụ một lúc, đến khi thấy cụ ngủ say rồi thì mới trở về phòng của mình. Nào ngờ sáng ra gọi cụ dậy như vợ hôm, thì thấy người của cụ lạnh toát đi cả rồi. Lão Chí tò mò rồi hỏi, thế lúc đó cụ hét là vì lý do gì? Con trai cụ mày lắc đầu, cô không biết. Tôi có hỏi nhưng mà hình như là bố sợ quá không có nói được, chỉ thốt ra được mấy chữ là thằng, rồi sau đó là một chữ đờ mà thôi. Hỏi đi hỏi lại thì vẫn vậy, không có nghe được cái gì cả. Lão Chí dù tò mò lắm nhưng nhìn vẻ mặt của người kia cũng hiểu ông ta hoàn toàn không rõ. Kể cũng đúng vì cụ mày tuổi đã cao rồi còn đi lại và nói chuyện được, nhưng chắc chắn một điều cụ nói nghe không rõ lắm. Lão Chí liền thắc mắc, thế rốt cuộc là cụ sợ cái gì trước khi qua đời? Tôi cũng không biết, chỉ nghe cụ nói là thằng, sau đó là một chữ đờ, tôi cũng không đoán ra được. Ngay tới đây thì Lão Chí đột nhiên chột dạ vì nghĩ tới thằng con trời đánh của mình, đó chính là thằng Đắc, vì tên của nó cũng bắt đầu bằng chữ đờ. Tuy nhiên lão không cho rằng con của mình có liên quan, vì dù sao lúc sống cụ mày thương thằng Đắc lắm, khi nào cũng gặp khuyên bảo Đắc phải ngoan chịu khó làm ăn để phụ giúp cha mẹ. Thằng Đắc vốn bản tính lười biếng ham chơi từ nhỏ, không chịu nghe lời, lại được thêm bà mẹ chiều chuộng cho nên tính nết của nó mỗi lúc một hư hỏng. Nhưng đối với cụ mày thì nó vô cùng lễ phép, nói gì nó cũng vâng dạ. Nói chung thì Đắc thương cụ mày lắm, làm sao có chuyện nó hù cụ cho đến mức đứng tim mà chết. Vậy rốt cuộc cụ mày hoảng sợ cái gì vào đêm qua? Trước khi cụ nhắm mắt lìa khỏi cõi đời này, nhất định sau khi tang lễ diễn ra xong phải tìm hiểu cho ra lẽ. Quay trở về làng phòng cùng hai thầy trò Lão Vầu và hai thằng Ôn Vật. Sau khi hóa giải được thứ ma quỷ bên cái gương mà Lão Bưởi mua ở đâu đó trên huyện, thì cuộc sống quay về nếp xưa. Nói thêm một chút, vì ở chốn thôn quê thời đó cuộc sống còn lạc hậu, hầu như nhà nào nhà nấy chỉ suốt ngày làm ở ngoài ruộng ngoài dãy, tối đến về nhà cơm nước nghỉ ngơi. Ngày đi làm thì không nói, chứ cứ hễ ở nhà là đám đàn ông thanh niên trong làng tụm năm tụm bảy để nhậu nhẹt, trong đó không thể kể đến đám thầy trò Lão Vầu. Hôm nay công việc đã xong, cả ba tên ngồi không chẳng có gì làm, mà đã ngồi không thì cơn thèm rượu ập tới nên không thể nào nhịn được. May sao sau một thời gian vất vả chăm chỉ, Bột và Sồn được vợ thả cửa cho kéo sang nhà Lão Vầu chén chú chân anh. Bước vào bên trong nhà, hai thằng Ôn Con lập tức phun nước miếng vì thấy Lão Đủ ngồi đó, người bận cái khăn trải bàn nhìn như là mới từ ra trại tâm thần. Lão Vầu thấy vậy thì lập tức đá lông nheo, miệng đầm bầm nói, chúng mày có thôi đi không, biết rồi thì im dùm tao cái, lộ ra là chết cả lũ đây. Hai thằng Ôn Vật gật đầu ra chiều đã hiểu. Lão Vầu lập tức hắng giọng, à đây rồi, vợ hai thằng đệ của tôi tới đây, bác Đồ đang mang mồi qua thế này để chúng ta không nên từ chối. Thôi thì cứ đem xuống bếp chế biến lấy vài món, chúng ta cùng nhau làm bữa cho nó hoành tráng. Lão Đồ nghe vậy thì cười tươi, à vâng, vậy thì tốt quá, chẳng mấy khi có cơ hội được ngồi nhâm nhi đàm đạo với thầy. Thôi thầy cứ ngồi đây để nhà con xuống làm vài món nha. Lão Vầu gật đầu, Lão Đủ liền nói với hai thằng, nếu vậy con xin phép, hai cậu có thể xuống giúp tôi một tay được không? Bột và Sồn cũng không từ chối mà đi theo Lão Đủ xuống dưới bếp chuẩn bị đồ nhắm. Lão Đủ lúc này bỏ đống đồ nghề ra để chế biến.
Tuy nhiên do còn đang trùm cái áo xịn mà mình mua được của thầy Vầu, cho nên có chút không thuận tiện và hơi vướng mỗi lần muốn đưa tay ra đằng xa. Bồn thích như vậy thì nhịn không được rồi bảo: bà cứ mặc cái áo như thế thì làm sao mà làm vướng chết đi được, cứ như vậy làm tới khi nào mới xong? Bà cứ cởi mẹ nó ra để đâu đó lát nữa xong rồi hãy mặc. Lão Đồ nhăn mặt thật lưỡi: ô hay, cái áo này là áo xịn có 102, phải mặc trên người suốt như thế này thì mới coi lần để mặt thầy Vấu, làm sao bảo cởi là cởi được ngay, phải lại ở đây khắp nơi toàn bụi bếp để bẩn cái áo là phải tội. Bột vật sột nghe đến đây thì bất lực ra mặt. Một thằng trong đầu thầm nghĩ: tiền sử chứ, sao lớn tuổi mà ngu thế không biết, cái khăn trải bàn chứ áo quần gì chứ, đúng là... Thằng còn lại cũng nhìn lão bằng một cặp mắt đánh giá chứ không nói gì. Cả ba tiếp tục chuẩn bị. Còn ở trên nhà, lão Vầu đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng, bất giác nhìn vào cái khăn trải bàn mới được bà còn mua hôm trước. Lão giật mình đặt cái ly trà xuống rồi ngó nghiêng xuống bếp, thế lão Đồ còn đang mải mê trở nên thở phào. Lão thì thầm nói: may quá, cái lúc nãy mày nói chuyện lão không có để ý, nếu không thì lại bỏ mẹ. Không chần chừ quá 5 giây, lão Vầu bấy giờ đặt đống đồ ở trên bàn ra chỗ khác, kéo vội cái khăn trải bàn đem giấu đi, nếu không lão Đồ thấy thì lại rách việc. Cậu mày lão Đồ đang mải làm mồi nhậu cho nên không có để ý. Cất xong cái khăn bàn vào trong tủ quần áo, lão Vầu tiếp tục ung dung bước ra ngoài để uống trà. Mất thêm một ít thời gian, cuối cùng thì lão Đồ và thằng Ôn cũng đã nấu nướng xong và bắt đầu dọn mâm lên để nhậu. Trên mâm hơi nóng bốc lên nghi ngút, cộng thêm cái mùi thơm khiến lão Vầu không khỏi xót xa. Thơm thật đấy, cái này mà nhậu thì thôi, chi phèo cũng phải gọi bằng mồm. Lão Đồ khiêm tốn: thầy quá khen, mọi ngon là do được nấu trên bếp của nhà thầy, chứ còn không có biết gì nhiều đâu. Bột nghe vậy thì chửi thầm: khiếp thật, nịnh thì cũng nịnh nó vừa phải đấy chứ, nịnh cái gì mà lộ liễu quá vậy, nghe mà buồn nôn. Bốn tên nhanh chóng trải chiếu đặt mâm xuống, lôi ra vỏ rượu với mùi hương cực nồng, thế là bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lao Đồ bấy giờ miệng nhanh hơn não liền bảo: thầy Vào ở đúng là số 1. Ở trên đời này đích công thầy nào qua được thầy Vấu đâu. Bắt ma bắt quỷ đã giỏi, uống rượu còn giỏi gấp mấy lần. Đúng là nhà con bái phục, bái phục. Lão Vấu cười xòa: nhà bác đùa quá khen rồi, tôi làm gì được như vậy đâu, tôi còn kém cỏi lắm. Lão Đồ nghe vậy bon mồm vì đã nửa tỉnh nửa say, thần chí không có ổn định. Lão cầm lấy chiếc đũa lên chỉ bâng quơ rồi chửi: đâu, mẹ tổ cha cái thằng nào bảo thầy Vậu làng này kém cỏi đâu ra đây tao coi hả? Dám nói thì tao kém cỏi, tao đánh cho một trận. Lão Vậu đứa mặt ra một cái lẩm bẩm: tiền sử nốc cho lắm vào rồi ảo giác luôn, chứ không phải là đang say thì tao lại cho mày ăn hành bây giờ đó. Bốn tên tiếp tục vì mồi và rượu còn nhiều lắm. Cùng khoảng thời gian đó ở trên ủy ban xã, hôm nay các cán bộ bên tổ tuyên truyền có nhiệm vụ chia nhau đi tới các làng ở trong xã để tuyên truyền về tác hại của rượu, bảo ban bà con hạn chế vì ảnh hưởng tới sức khỏe. Một người cán bộ bấy giờ đứng nghiêm rồi bảo: các đồng chí lưu ý, khi mà tuyên truyền cho bà con phải dùng một thái độ mềm mỏng, lời nói phải chỉn chu để dân hiểu và nghe theo. Bà con không hiểu chuyện gì thì phải giải thích cặn kẽ, nhấn mạnh tác hại của rượu có thể mang lại. Tuy nhiên rượu không phải là chất bị cấm, thế cho nên là chúng ta chỉ tuyên truyền để người dân hạn chế, để người dân sử dụng có chừng mực, đúng mục đích, đúng nơi đúng chỗ. Các đồng chí rõ chưa hả? Rõ, thưa đồng chí. Ngay sau đó các cán bộ chia thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 3-4 người, cùng một đồng chí công an và những người trong tổ tuyên truyền. Họ tản ra khắp làng trong xã, trong đó có cả làng Phòm. Nhóm đi đến làng Phòm gồm có đồng chí công an tên là Quang và 3 người trong tổ tuyên truyền. Họ ăn mặc chỉn chu, họ vừa đi vừa nói: bà con trong làng hạn chế rượu nha, tích cực gia tăng sản xuất đi, từ đó mau chóng cải thiện đời sống để làng mỗi ngày càng thêm phát triển hơn. Việc tuyên truyền cũng khá được người dân hưởng ứng cho nên bắt đầu hết sức thuận lợi. Vâng, thưa mấy cán bộ, nhà tôi nhất định sẽ nghe theo những gì được tuyên truyền, mong cán bộ cứ an tâm. Quang và mấy người đi cùng gật đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục di chuyển.
Tại nhà của lão Vẩu lúc này nghe ồn ào ở phía xa, Bột liền thắc mắc. Ủa, các cái chuyện gì mà ngoài đó ồn ào vậy? Sột liền trả lời. Ta nghe nói hôm nay người ta đi tuyên truyền, mọi người hạn chế uống rượu đó, cấm luôn hay sao đó? Thật hả? Sột gật đầu chắc nịch. Thực ra cái tin mà thằng này nghe chỉ dừng ở mức mấy cán bộ đi tuyên truyền hạn chế uống rượu, còn cái vế sau là do thằng này say quá mà tự nghĩ ra. Tuy nhiên cả đám ba tin còn lại ai nghe cũng tin. Lão Đù bấy giờ liền hoang mang. Thôi bỏ mẹ rồi, sao mày không có nói sớm? Biết thế để tối rồi nhậu, giờ bị phát hiện ra sao? Sột liền gãi đầu rồi bảo. Tại mồi ngon quá nên ta nãy giờ cháu quên. Thế bây giờ phải làm sao, lỡ bị phát hiện là bị nhốt đó. Lão Vẩu bấy giờ cũng đang ngà ngà say, nhưng vẫn tỏ ra là mình người thông minh. Lo cái gì, sợ bị phát hiện thì cứ đóng cửa lại, thế là xong. Ờ nhỉ, thế nói chí phải đó, thế mà con không có nghĩ ra. Bột lập tức đứng dậy loạng choạng mãi đóng được cửa rồi chốt chặt. Ở bên ngoài mấy người cán bộ đi tuyên truyền từng nhà, cuối cùng cũng tới nhà lão Vẩu. Cửa đóng nhưng mà cổng vẫn mở, Quang bấy giờ liền cất tiếng. Có ai nhà không ngã? Cháu là Quang, công an xã cùng với ba người trong tổ tuyên truyền tác hại rượu đến đây, nhắc nhở mọi người về vấn đề này. À, xin làm phiền gia đình một chút ạ. Quang biết chủ nhà này là hai ông bà lớn tuổi nên xưng hô cực kỳ lễ phép. Tuy nhiên không có tiếng đáp lại. Quang nghĩ là vẫn có người trong nhà vì cổng và cửa bếp vẫn còn mở cho nên lại cất tiếng. Dạ, có ai nhà không ạ? Cháu xin phép vào trong gặp mặt để tuyên truyền một chút thôi, không làm phiền gia đình quá lâu đâu ạ. Bên trong nhà bốn tên bấy giờ vẫn đứng yên bất động, đánh ánh mắt ra hiệu cho nhau không được gây ra tiếng động. Ở bên ngoài người công an vẫn tiếp tục gọi vài lần, nếu như đợi thêm một chút không có ai thì sẽ rời đi. Nếu là lúc tỉnh táo bình thường, chắc hẳn đám bốn tên kia thành công trốn khỏi mấy cán bộ. Chỉ có điều khi ấy thằng Bột nó lại say quá, nó cố nhịn một hồi mà vẫn nghe tiếng gọi thì khó chịu, mở miệng gắt. Câu nói khiến ba tên còn lại dù muốn cản nhưng không kịp nữa. Thằng ngu há miệng nói vọng ra ngoài trong sự bàng hoàng của đám sâu rượu. Gọi cái gì mà gọi lắm thế, không có ai nhà đâu, đi chỗ khác đi. Người ta không trả lời thì biết trong nhà không có ai chứ. Thế mà cứ gọi làm gì không biết, đúng là... Nói đến đây thì Bột ở đi một tiếng rõ to. Sau khi ở thì thằng này tỉnh táo lại được một chút. Thằng ôn con bây giờ nhìn thấy gương mặt biến sắc của cả ba tên còn lại thì gãi đầu. Ôi rồi, nay giờ con chưa nói gì phải không thầy? Mà bố cái thằng ngu, ai mượn mày nói à? Thôi xong cả đám rồi. Bột gãi đầu cười khổi đến chảy cả nước mắt. Bên ngoài Quang và mấy người kia vừa định đi thì nghe tiếng ở trong nhà vọng ra, cho nên quay trở lại. Dù không muốn nhưng mà nghe thấy có công an, cả đám sợ không mở lại thêm nặng tội, cho nên đành lần lượt cúi đầu đi ra. Cửa vừa được mở, Quang và ba người sau nhăn mặt vì bên trong nồng nặc mùi thức ăn hòa lẫn cả mùi rượu. Chả ai nói gì nhưng lần lượt lão Vẩu, lão Đù rồi đến hai thằng ôn con cúi mặt bước ra ngoài, bộ dạng khép nép y như là tội phạm. Không tên nào dám ngẩng mặt tin vì nghĩ mình sắp bị tóm cổ. Quang bấy giờ nhăn mặt rồi bảo. Trời đất ơi, đi tuyên truyền vừa hay lại đến đúng nơi mọi người đang nhậu nhẹt, say cả rồi phải không? Uống như thế này là không tốt đâu. Lão Đù bấy giờ đang cúi gằm mặt nghe thấy như vậy thì cãi, hòng thao túng tâm lý. À không, anh công an hiểu lầm rồi, chúng tôi có nhậu nhẹt gì đâu. Ở đây toàn là công dân gương mẫu, nói không với rượu chè, cán bộ nói thế là không có đúng. Lão kéo áo của thầy Vẩu ra hiệu, lão Vẩu bấy giờ liền nói. Dạ đúng rồi đó cán bộ, chúng tôi là công dân gương mẫu, không có rượu chè gì cả đâu cán bộ cứ yên tâm. Bởi vợ sồn nghe vậy thì cũng nói y thế. Quang bấy giờ nhìn sơ qua đã biết cả bốn tên đã say mềm nhưng vẫn nhẹ nhàng. Nhân cơ hội này để nhắc nhở anh ta bảo. Mọi người có chắc là mình không say không? Nếu không say tại sao lại phải khúm núm vậy? Chúng tôi đã làm gì đâu? Lão Đù nghe thấy như vậy thì liền bước lên ngẩng mặt, chứng tỏ là mình không say rồi nói. Đấy, cán bộ thế không? Nhà tôi còn tỉnh táo lắm đấy nhá. Không có say gì cả. Ngày say rượu họ không thể nào đứng thẳng nói chuyện với cán bộ được đâu. Lão Đù tiếp tục khua tay múa chân, tỏ ra mình vẫn còn tỉnh táo. Đấy, tôi muốn nhấc tay lên là tôi nhấc được tay, tôi muốn ngồi xuống là tôi ngồi, tỉnh táo như vậy cơ mà. Không ai nói gì,
Lão đồ tưởng rằng mấy cán bộ đã tin cho nên tiếp tục cố gắng, chẳng hay biết chung quanh cả Quang và mấy người đi theo, hay là đám thầy trò lão Vẩu đang đứng ngẩn người, mặt cay đắng. Lão Vẩu bấy giờ gật gật dấu áo, lão đồ không hiểu ý mà lại bảo: "Ô kìa thầy, thầy làm cái gì đó sao vừa giật gấu áo con? Con diễn là không có trật đâu, thầy cứ an tâm." Bồn và Sột nhìn lão bằng một ánh mắt cực kỳ đánh giá, vì kẻ mà lão đồ đang đứng nói chuyện chính là cái cột nhà. Lão ấy say quá nên cứ tưởng đó là người cán bộ công an. Khi say vào thì màu gỗ và màu áo công an nó cứ na ná nhau chẳng phân biệt được. Qua không nhịn được suýt nước bật cười, nhưng vẫn cố bày ra một nét mặt nghiêm túc rồi bảo: "Thôi, như vậy là đủ rồi. Mọi người say quá rồi đấy. Thôi nghỉ ngơi được rồi đó. Bây giờ về nghỉ ngơi cho tỉnh táo, chúng tôi xin phép." Lão đồ không hiểu gì rồi nói: "Ủa, à, chúng tôi có say đâu. Cán bộ nói cái gì thế, còn tỉnh táo lắm nha. 1+1=0, 2+2=1 đấy. Tỉnh táo như thế đó, còn biết cả cộng trừ luôn mà." Lão cứ như vậy đứng nói chuyện với cái cột nhà. Rồi lúc đó Quang và mấy người kia đã đi từ lâu. Trong đầu thì vẫn cứ nghĩ mình diễn vô cùng đạt. Mãi một lúc sau, ông Bột mới kéo lão vào trong rồi chửi: "Bạc thôi dùm cháu cai, người ta đi cả rồi đứng đó nói vớ va vớ vẩn, hên không thì cả lũ đi rồi." Lão đồ bấy giờ liền ngẩn ra: "Ủa thế đi rồi hả? Đi khi nào? Nãy ta còn đang đứng nói chuyện cơ mà, đi đâu mà đi?" "Nói cái gì? Nãy giờ là bác phân bố với cái cột như cái thằng dở hơi đó. Cán bộ người ta đi cả rồi. Khiếp thật, nó say thì đứng nghiêm đi, ở đó mà diễn bày đặt thật đấy." Lão đồ gãi đầu, hóa ra nãy giờ lão đứng cãi nhau với cái cột nhà. Ở ngoài đường bấy giờ Quang và mấy người vẫn tiếp tục đi. Một người kéo tay Quang rồi bảo: "Ủa thế sao lúc nãy mình không có tuyên truyền cho họ?" Quang bấy giờ liền thở dài: "Anh cũng thấy rồi đó, họ say bí tỉ cả rồi còn phân biệt được đâu. Tuyên truyền cho họ họ hiểu gì. Thôi được rồi, cứ nhắc nhở người này, họ sẽ tuyên truyền cho nhau." Người kia bấy giờ lại tiếp tục: "Mà cái ông bác lúc nãy đứng phân buộc cái cột nhà đó, sao anh thấy người này nhìn không giống chỉ là say rượu thôi đâu?" "Ý anh là sao?" "Thì anh thấy là say rượu thôi, chưa đâu đến mức mà bạn luôn cả cái khăn trải bàn lên người như bị tâm thần vậy." Quang nghe xong thì cũng sực nhớ ra chuyện lão đồ mặc trên mình cái khăn trải bàn, và nhìn lướt qua để nhận ra ngay: "Ờ nhỉ, em nói anh mới nhớ nè, cái lúc nãy bác ấy ha mặc cái khăn trải bàn đúng không?" Người kia lại gật đầu: "Thì cái khăn trải bàn chứ còn cái gì, cái này là dấu hiệu của bệnh tâm thần đó, chúng ta có nên đưa đi không hả?" Quang bấy giờ đắn đo: "Thôi, dù sao là bệnh kia cũng chẳng có phạm pháp gì cả, làm sao mà đưa đi được, chắc là nói với gia đình họ thôi." Tất cả đồng ý tìm tới nhà của lão đủ. Khi ấy gọi vài câu thì đã có người bên trong ra để mở cổng. Vừa nhìn thấy người phụ nữ từ trong nhà bước ra, bốn người tròn cả mắt suýt vọt cả cơm ra ngoài, vì thế bà này cũng bận trên người cái khăn trải bàn y hệt. Quang dùng mình tự nghĩ trong đầu: "Trời đất ơi, điên mà có tổ chức luôn vậy hả? Khổ vậy chứ, phải về báo cáo lại thôi, mau chóng để hỗ trợ gia đình để chữa bệnh, để thế này là không ổn rồi." Hôm khác ở làng Tá Lạ, sau đám tang của cụ Mày, dân làng trở về với nhịp sống thường lệ. Tưởng chừng như cái chết của cụ Mày không có điều gì bất thường, vì dù sao thì tuổi đã cao, ra đi ở cái tuổi này cũng không còn gọi gì là hối tiếc. Vì ông cụ sợ hãi điều gì đó trước khi mất cũng được người con trai báo lại với chính quyền để họ điều tra xem trong chuyện này có khúc mắc gì không. Tuy nhiên không có vấn đề gì cả, có thể cụ Mày nằm ngủ rồi mơ thấy gì đó. Họ kết luận như vậy là bởi vì theo lời con trai của cụ thì cụ đã gặp phải ai hay điều gì đó. Tuy nhiên trong nhà không hề có dấu hiệu bị đột nhập, trên người của cụ không có dấu hiệu bị đánh đập hành hạ, đơn giản chỉ là ra đi do tuổi già mà thôi. Chuyện cũng không còn vướng mắt, gia đình lại cố gắng vơi đi nỗi buồn và tiếp tục sống. Về phía của lão Chí, thằng con hư hỏng của lão sau một thời gian giật dẻo ở đâu trở về lại khiến cho lão ngán ngẩm. Nói về thôi nhưng mà cũng tối ngày chạy đi chơi với đám bạn ở quê, chẳng bao giờ nó có mặt ở nhà. Hôm nay đi chơi đúng vào dịp sinh nhật của một người bạn cùng làng, Đắc chẳng ngại mà mua cho người kia một món quà rồi bảo: "Nhỏ giờ sinh nhật mày à, thì chẳng có gì tặng, nay mua cho mày cái này đem về dùng, tốt lắm đấy." Người kia cảm ơn, cả hai cùng đám bạn uống rượu với nhau cho đến đêm muộn mới trở về.
Cả đám đi bộ ai về nhà nấy, dần dần chỉ còn Đắc và người bạn sinh nhật vào ngày hôm nay, gã tên là Nhinh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Đắc bây giờ thấy bạn đang cầm cái hộp gỗ trên tay, tò mò liền bảo: "Cái này mày cứ đem về để ở trong phòng nhá. Mở cái nắp nhỏ ra, hương thơm bay ra phòng của mày thơm lừng, dễ chịu lắm. Lúc đi với đám bạn ở trên đó tao mới biết thứ này, cho nên mua về đem để làm quà đó. Yên tâm đi, đem về dùng chả có vấn đề gì đâu." Nhưng gật gù mở thử cái nắp nhỏ, đúng là bên trong lập tức xộc ra một mùi hương dễ chịu. Cả đóng hộp lại rồi bảo: "Cảm ơn mày nha, lâu không có gặp mày lại chú đáo quá thế, là còn mua cả quà sinh nhật." "Không có gì đâu, nhỏ giờ toàn chúc chay thôi, này cũng phải có cái gì cho mày chứ." Đi thêm một đoạn nữa cũng đã tới nhà, Đắc chào bạn rồi về trước, còn lại Nhinh cũng tự mình ra về. Lúc này không còn ai khác, cả tiếp tục mở cái nắp hộp ra để ngửi. Phải nói là cái mùi hương thơm trong hộp thơm lắm, chẳng mấy khi được tiếp xúc với thứ này. Tuy nhiên đang ngửi thì Nhinh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ chung quanh. Ngã dừng lại ngoái đầu về đằng sau, trên đường bấy giờ tối tăm không có nhiều ánh sáng. Nhinh không thấy gì cả, cô không nhận ra có ai đang ở gần mình. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi Nhinh nghe có tiếng bước chân đi ở đằng sau. Nhinh nhíu mày nhìn cho rõ nhưng quả thật là không có thấy ai. Đó là mình nghe nhầm cho nên gã quay đầu tiếp tục đi về. Thế nhưng vừa trở về thì lập tức thấy có người đứng ngay trước mặt của mình. Nhinh hoảng sợ, giãy một cái thật mạnh, tung đùn cả cái hộp đang cầm trên tay rồi ngã vật xuống đất, miệng hét lên một tiếng thất thanh. Kinh hãi hơn nhìn ngã xuống, người kia cũng áp sát lại để lộ ra một gương mặt, nhưng ấp úng: "Đắc, sao lại là mày?" Đắc bấy giờ đưa tay ra hiệu kéo bạn của mình đứng dậy: "Ta quên cái này cho nên là chạy ra, chứ mày làm cái gì mà mày hét toáng lên thế?" Nhận ra gương mặt và cả giọng nói của Đắc, nhìn có thể an tâm và giảm đi phần nào nỗi sợ. Chứ mày lại đây lúc nào sao ta không biết, tự nhiên mày đứng trước mặt nào nên là ta giật mình vậy đó." Đắc bấy giờ cười rồi bảo: "Ta chạy hẳn ra đây trước mặt mày, chắc mày không thấy, tự nhiên nhìn gì sau lưng vậy?" Nhinh không biết trả lời như thế nào cả. Chuyện vừa rồi quả thật là khó nói lắm. Gã đang thực sự sợ hãi, tay chân vẫn còn chưa hết run rẩy, xong vẫn hỏi xem Đắc chạy ra có chuyện gì. Thì gã nói: "Ta định trả cho mày cái số tiền ngày trước vay, gì chứ tiền bạc là ta phải trả." Nhinh thấy vậy thì bảo: "Thôi mày cứ giữ lấy mà dùng đi, ta cũng đủ không sao đâu." "Không được, mày cầm đi, tiền của mày mà, thôi tao về nhé." Nhinh đành phải nhận lại số tiền, dù từ lâu đã không còn bận tâm và thậm chí không nhớ mình đã cho bạn vay. Đắc rời đi, Nhinh cũng quay trở về nhà. Nói thật ra thì Nhinh cũng thuộc dạng ăn chơi. Tuy nhiên khác với đám bạn là gã đã có vợ con và không mấy khi giao du với đám kia nữa. Đợt này khi Đắc về cho nên mới đi làm một bữa nhậu. Trở về nhà với chiếc hộp có mùi thơm dễ chịu, Nhinh không nghĩ gì mà lập tức đặt nó ở trong phòng. Người vợ người thấy mùi thơm thì hỏi: "Ủa cái gì mà thơm vậy anh? Mùi này thơm lạ quá." "Là thằng Đắc nó tặng cho anh đấy." Nghe thấy cái tên chồng vừa nhắc tới, cô vợ có vẻ không vui. "Này, anh tính chơi bời với cái đám đó à? Em là em không có đồng ý đâu." Nhưng bấy giờ cười xòa: "Em nói gì vậy? Thằng Đắc dù gì nó cũng là bạn của anh. Ngày trước đúng là bọn anh ăn chơi thật, nhưng mà bây giờ lớn cả rồi, thằng Đắc bây giờ nhìn nó cũng khác lắm." Cô vợ liền tặc lưỡi: "Thì em nói như vậy anh nghe thì nghe, chứ em có không tin lắm đâu. Coi chừng đem mấy cái thứ này về nhà lại mang họa đấy." "Em yên tâm đi, cái thằng Đắc nó chưa từng hại ai bao giờ, chứ đừng nói là bạn của nó, tính nó thế nào anh biết lo gì chứ." Cô vợ không nói thêm gì nữa, Nhìn vội vàng thêm bộ đồ rồi đi lên giường. Còn khá say, Nhìn nằm xuống một chút là đã rơi vào trạng thái mê man, nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên gã lại cảm thấy bên cạnh mình đang có người ngồi đó và nhìn mình chăm chăm. Lúc đầu Nhinh còn nghĩ đó là vợ, vì trong phòng ngoài vợ gã ra thì đâu còn ai nữa. Tuy nhiên cái cảm giác bị nhìn chăm chăm vào mặt khi ngủ làm cho gã khó chịu, cố gắng mở mắt ra. Quả nhiên trong bóng tối lờ mờ, mắt còn đang nhòe đi, Nhinh thoáng thấy có người đang ngồi ở bên cạnh giường. Người quay ra phía trước, vẫn nghĩ đó là vợ gã bảo: "Sam không ngủ đi còn ngồi đó làm gì? Giận anh hả? Thành không chơi với tụi nó nữa là được chứ gì?"
chớp mắt vài cái nhưng dần dần có thể nhìn thấy người kia rõ hơn. Nhưng cũng vì thế các bắt đầu nhận ra người ngồi bên cạnh giường không phải là vợ, mà đó lại là một người đàn ông. Không biết kẻ đó là ai, nhưng nhìn thấy người này chỉ ngồi yên, người hơi cúi, khuỷu tay đặt trên đùi, trên bàn tay còn đang cầm thứ gì đó. Nhìn bấy giờ liền ú ớ: Ai đây? Ai ở trong phòng tôi vậy? Kẻ bí ẩn kia không có trả lời, trong phòng chỉ là phát ra những âm thanh mà Nhinh vừa nghe được thì chưa kịp nhận ra. Nhưng nghe vài tiếng cũng nhớ ra được đó là tiếng khi mà gã mở nắp cái hộp. Nhinh nhận ra ngay thứ kẻ đang ngồi bên cạnh giường chính là cái hộp ấy. Nhưng hắn ta là ai? Tại sao lại có thể ở trong này? Và hành động như vậy là sao? Nhinh bấy giờ liền hỏi: Này, ai vậy? Mau rời khỏi đây đi. Tiếng đóng mở chiếc cổng bấy giờ dừng lại. Kẻ bí ẩn đó dừng mọi hành động và ngồi im. Việc đó khiến cho Nhinh cảm thấy khó thở và cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ kẻ đang ở trong phòng. Các lần mò đưa tay kiểm tra sang vợ xem còn đó hay không. Tuy nhiên trên giường chẳng còn ai nữa. Nhinh hoảng sợ rồi nói: Vợ tới đâu? Mày là ai? Vợ tới đâu? Sau câu hỏi của Nhinh, một giọng nói vang lên đáp lại. Nhưng câu trả lời lại không để giải đáp thắc mắc vừa rồi của Nhinh: Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Nhinh lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi, vẻ mặt đầy hoang mang. Dù bản thân cũng là một gã đàn ông khá cứng cỏi, nhưng sự áp lực và đáng sợ toát ra từ kẻ kia khiến cho gã hoàn toàn bị lấn át. Gã chỉ biết lùi lại, giữ khoảng cách thật xa. Kẻ bí ẩn sau tiếng nói quỷ mị vừa rồi thì cũng đứng thẳng dậy, từ từ quay đầu nhìn bằng đôi mắt đỏ rực trong đêm. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Quà của mày đây này, quà của mày đây này, đến và lấy nó đi. Nhìn bất giác lùi lại, vì gã hoàn toàn nhận ra nếu tiến tới nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vì thế hắn càng lùi ra xa. Thế nhưng lùi một lúc thì lưng đã va phải vách nhà, đồng nghĩa nhìn không còn để có thể lùi thêm được nữa. Cái bóng đèn cùng với đôi mắt đỏ lừ của thứ ma quái kia bây giờ tiếp tục cử động. Nó bắt đầu trèo lên trên giường, chống hai tay khuỵu gối bò về phía của Nhinh, khiến cho gã đầy sợ hãi. Không, dừng lại đi, đừng có tới đây, đừng bỏ qua đây. Mặc cho Nhinh gào thét, ánh mắt đỏ lừ từ cái thứ kia vẫn liên tục tiến sát lại. Cộng với đó là có cả tiếng cơ thể của kẻ này đang ma sát vào cái chiếu, càng làm cho Nhinh cảm thấy khiếp hãi. Nhinh không thể làm gì khác ngoài rắn mặn vào cái thứ đang từ từ bò về phía của mình. Miệng thì rú lên từng đợt, sợ hãi tê cứng cả người. Nhinh bỗng nhiên ngẩn người ra rồi thốt lên khi trông thấy gương mặt của kẻ đó. Ất đắc, sao lại là mày? Đúng như gã nói, kẻ vừa rồi đây chính là Đắc. Tuy nhiên Đắc hiện tại có điểm không giống với người bình thường. Nhinh cũng mau chóng tỉnh táo rồi lắc đầu. Không, mày không phải là thằng Đắc. Mày là ai? Mày muốn gì? Nhìn thấy cái thứ mang gương mặt của Đắc nhoẻn ra cười. Nó đưa cánh tay của mình lên, chỉ vào cái hộp mà Đắc tặng về phía của mình, nó cất tiếng. Quà của mày đây, tao tặng nó cho mày đấy. Đó, tao là bạn của mày cơ mà. Nhìn bấy giờ lắc đầu quả quyết. Không, mày không phải là bạn tao. Mày là cái quái gì vậy? Mày không phải là bạn tao. Thế mang gương mặt của Đắc bấy giờ nhuyễn ra cười, cười lên từng tiếng âm vang. Âm thanh bấy giờ từ từ lớn dần cho đến khi Nhinh hoàn toàn bị làm cho kinh hãi. Nó dí sát vào mặt của gã rồi bảo: Tao chính là tử thần, ta là hiện thân của tử thần, ta chính là bạn của mày. Ánh mắt đỏ rực của thứ đáng sợ đó như có một thứ gì đó cực kỳ thu hút, khiến cho Nhinh không còn ú ớ mà chỉ chăm chăm nhìn vào nó, thần thái như thể không còn biết gì nữa. Tiếng gà gáy vang lên bên ngoài cũng là lúc mọi người bắt đầu tỉnh giấc. Trong căn phòng nhỏ của vợ chồng Nhinh cũng bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc. Thấy trời cũng đã sáng nên không ngủ tiếp nữa, liền vỗ vỗ vào người của chồng rồi gọi: Dậy đi, dặn uống còn đi làm nào. Quay mãi không thích chồng ý ới gì cả, cô mới nhanh chóng nhìn lên thì ngần người khi thấy Nhinh nằm ngủ lại còn úp cả cái hộp gối tối qua đem lên trên mặt. Ô hay, ngủ mà làm cái trò gì thế này, sao lại úp cả hộp vào mặt thế?
Vợ của gã bực dọc cầm chiếc hộp ra, vừa cầm thì vừa hét toáng lên vì thấy mặt của gã lúc bấy giờ trắng bệch. Nhìn đã chết từ lúc nào mà cô chẳng biết, chỉ có điều có vẻ trước lúc chết gã đã trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Mãi thì mới để ý không chỉ có gương mặt mà đến cả tay chân cũng đã co quắp trở lại. Còn lúc đó tại nhà của lão Chí, mới sáng sớm chuyện trong làng vừa có thêm người chết, vẫn chưa ai biết. Lão tập thể dục ở bên ngoài sân thì thấy Đắc trong nhà đi ra liền hỏi: "Mới sớm ngày đã đi đâu đó? Đi chơi chứ đi đâu?" Chẳng để cho lão kịp nói thêm gì, Đắc đã rời khỏi nhà đi mất. Chuyện đó khiến cho lão bực mình lắm. Quả thần bố con với nhau mà đôi lúc nhìn cứ như kẻ thù lâu năm vậy. Lão lẩm bẩm: "Con với chả cái đúng là không thể ưa nổi." Từ lúc đó vợ của lão từ trong nhà đi ra, bà này vốn cưng chiều con từ nhỏ, nghe chồng chỉ con thì bảo: "Mới có sáng ngày ra ông đã chửi nó rồi, nó không có chịu nghe lời là phải thôi." Lão bực dọc rồi bảo: "Bà thì biết cái gì, con hư thì phải dạy đấy. Bà cứ cưng chiều nó đi, để bây giờ nó thành ra như vậy, đúng là con hư tại mẹ." Lão nhìn về hướng Đắc vừa đi rồi nói tiếp: "Đàn ông thanh niên lớn bằng này tuổi rồi còn không có chịu làm ăn cái gì cả, nhìn có chán không chứ, rồi khi nào mới lấy được vợ đấy?" Vợ của lão nghe vậy thì đại bảo: "Ông cứ nói quá chứ, cái thằng Đắc nhà mình nó có hư như ông nói đâu. Tôi là mẹ của nó, tôi phải biết tính nó. Ông không thấy nó ở nhà ngoan như vậy hả? Cái la mắng nó làm cái gì?" "Cái gì? Bà bảo nó ở nhà nó ngoan lắm mà. Thế mà có mấy khi nó ở nhà không?" Và lão nghe vậy thì đột nhiên cứng họng nghĩ gì đó rồi lại bảo: "Thì chẳng may mấy khi mà nó ở nhà. Nhưng mà nó ở nhà là nó ngoan lắm đó nha. Ngoan ngoan cái con khỉ khô đó. Dạy con không lo dạy, để cho con nó đổ đốn ra bây giờ là còn bênh." Đang định chửi tiếp thì lão lại nghe thấy tiếng người trong xóm chạy ra rồi chi hô: "Mọi người ơi, có người chết rồi. Trời đất ơi, khổ quá, làng ta lại có người chết rồi." Cả làng lại được một phen đầy nhốn nháo. Chỉ trong có mấy hôm mà đã có hai người chết. Người đi ra lần này đó là thằng Nhinh. Bạn ấy người dân sống ở gần nhà, nghe tiếng của vợ nó hét lên thì vội chạy qua. Cuối cùng phải bằng hoàng khi chứng kiến cảnh thằng thanh niên gần 30 chết ở trên giường, mặt mũi trông có nét gì kinh dị lắm. Lắm mà đàn bà vừa xông vào trong phòng thì tình trạng của Nhinh lao ra ngoài khiếp hãi: "Trời đất ơi, chết gì mà kinh vậy? Ủa, kinh lắm hả bà? Kinh là kinh thế nào? Bà muốn thì cứ vào đó mà coi. Mà bà nhát bỏ mẹ ra cứ ham hố dữ vậy, thôi ngoài này đi, vào đó làm gì?" Người đàn bà vốn tính sợ ma hạng nặng sẽ đến mức chỉ cần nhìn thấy người chết lăn quay bất tỉnh, thế nhưng mà lại được cái tính tò mò, không xem là không cam lòng, cho nên vẫn cố gắng chen vào bên trong: "Tránh ra, tránh ra, tôi vào xem với nào." Bọn chèn mãi cũng chui được vào bên trong. À, đàn bà liếc mắt nhìn về phía giường ngủ, vừa lúc thấy cái xác nằm đó với gương mặt há ngốc, nhô cả hàm răng ra ngoài, đã vậy mắt còn trợn ngược không có lòng đen. Bà ta chỉ ngần tới đó thì lập tức người xỉu xuống, mắt trợn lên quay tại chỗ, trước khi ngất chỉ kịp rú lên một tiếng. Và thế là đám đông chia làm hai nửa, một lo giúp vợ chồng thằng Nhinh chuẩn bị công tác cho chồng, nửa còn lại lôi mụ đàn bà ra ngoài chăm sóc. Không ai hiểu vì sao Nhinh chết. Theo lời vợ nó kể thì ngày hôm qua chồng còn ra ngoài đi nhậu với Đắc và nhóm bạn, đến tối về thì cũng không quá say mà vẫn thay đồ đi ngủ như bình thường. Đêm đến cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà sáng ra đã thấy gã trong tình trạng mà mọi người đều đã chứng kiến, thân thể lạnh toát chết lúc nào không biết. Thì không ai kịp để ý, nhưng có một điều mơ hồ rằng kể từ ngày Đắc đi giật dẻo hay đi đâu đó ở xa về, trong làng bắt đầu xảy ra mấy cái chết, từ sự ra đi của cụ mày cho đến thằng Nhinh. Điểm chung của cả hai sự việc đó trước khi xảy ra là hai người này đều tiếp xúc với Đắc. Trong cái sự nhốn nháo căng thẳng ấy, vẫn có một người đủ tỉnh táo để cảm nhận việc này kỳ quái. Ông ta liền ấp úng rồi bảo: "Mọi người à, có khi nào làng mình gặp quỷ không?" "Quỷ là quỷ thế nào? Ông nói vậy là sao? Chứ mấy ông mấy bà không nhìn thấy cái chết như thế nào hả? Ai đời đang yên đang lành lăn quay ra chết, mà cái tư thế nhìn đáng sợ như là sợ cái gì đó. Chẳng phải là nó nhìn thấy quỷ sao?" Chốn thôn quê, chuyện tâm linh vốn được nhiều người tin tưởng, dân làng lập tức trở nên hoang mang.
Quả thật là từ khi nhìn thấy sắc của Nhinh, ai cũng cảm giác sợ. Ông ta bấy giờ lại tiếp: mời thầy về đi, mau qua bên làng phòng mấy ông vẩu đấy, ông ấy nổi tiếng lắm. Tất cả đồng ý. Tuy nhiên có người lại hỏi: thế nhưng mà ai đi mời bây giờ? Thì vợ thằng Nhinh với cả con cháu cụ mày, bảo bọn họ qua đó mời thầy đi. Gia đình họ là người gặp chuyện mà. Trời đất ơi, kể từ lúc cái chết của ông cụ ấy, tôi cảm thấy có điểm chả lành đâu. Con trai cậu mày cũng có mặt ở đó, nghe xong cũng không phản bác mà đồng ý vì cảm giác chột dạ. Ông ta chợt nhớ tới biểu hiện của ông cụ vào đêm trước khi qua đời, đó là tỏ ra vô cùng sợ một thứ gì đó và miệng thốt ra một chữ bắt đầu bằng chữ D. Mọi người khi nghe vợ của thằng Nhinh kể, một lần nữa cái tên Đắc lại được nhắc tới, khiến cho ông không thể nào không suy nghĩ về việc này. Ông ta bấy giờ liền bảo: vậy cũng được, trò chuyện ở đây xong thì tôi sẽ qua bên đó mời thầy về xem, cứ để như thế này không ổn một chút nào. Quay trở lại với thầy Vầu đẹp trai tài năng cùng hai thằng ôn vật, thời gian này công việc không nhiều, cộng thêm việc trong làng chẳng có ma quỷ gì nên ba tên này nhàn hạ lắm. Và như thường lệ không có việc gì làm thì mấy con sâu rượu lại tụ tập với nhau. Tuy nhiên hôm nay trong đám lại thiếu mất lão Bưởi, vì lão ấy bây giờ mãi đi buôn bán đã đâu chả có nhà. Lão Tồn thì chuẩn bị mồi thì quay sang bảo: lão Bưởi nay làm ăn khấm khá, quên anh em rồi. Anh à, qua nhà tìm rủ đi nhậu mà chả đi đâu cả. Lão Mùi bấy giờ tặc lưỡi nói: gớm thật đó, cái lão ấy bây giờ cương vị mới, đâu phải muốn gặp là gặp được. Mặc cho hai lão đang nói chuyện ở một góc khác, lão Mạc bấy giờ cất tiếng: ủa chứ củi của nhông đâu cả rồi, mà chỉ có mà chả có cái que nào thế, làm sao mà nhóm lửa lấy than mà nướng thịt đây, đến cả cục than chả có, nhà thì to mà chán đi không biết hả. Lão Tồn quay sang gãi đầu: ủa chết, thế mà lại quên đem củi về. Thông ra đằng kia lấy tạm mấy cái cục than tổ ong nhá, đốt lên nóng là chắc nướng được thôi. Dở hơi sao mà lại lên than tổ ong mà nướng thịt, chạy ra ngoài chợ mua ít than về đây. Trông không có tiền hả, chạy đi mua đi, tôi mua đồ hết sạch rồi, chả còn xu nào cả. Lão Mằng và lão Mùi lắc đầu. Lão Mùi nói: tiền bạc cái khỉ khô gì, vợ nó giữ cả rồi, có cho cái đồng nào uống rượu đâu. Nghe vậy lão Tồn bảo: thì thầy lấy cục than tổ ong hun cho nó đỏ lửa, nướng được đó, cái gì cháy là nướng được hết, an tâm đi. Chẳng còn cách nào khác, lão Mạc cũng đành phải nghe theo, lấy cái bếp đặt cục than tổ ong vào nhà bếp. Vì bên ngoài gió quá, thổi lửa không chịu cháy. Thế nhưng khi mà đã đem vào đây, lửa vẫn bị gió táp không cháy được. Lão Mạc bấy giờ bực dọc: má nói chứ, gió ở đâu mà cứ táp vào trong này, đốt mãi không cháy, bực cả mình. Nói xong lão vội vàng đứng dậy chạy ra khép cửa. Tuy nhiên cái chốt cửa bị hư không cố định, hễ gió táp vào lại bật ra. Lão quay sang nói với ông Tồn: này, ông còn cái ổ khóa nào không, để tôi một cái khóa mẹ nó lại luôn đi. Lão Tồn đồng ý chạy lên cầm xuống cái ổ khóa. Lão Mặc cầm lấy rồi khóa cửa bếp lại. Tuy nhiên luồng gió từ trên tầng nhà vẫn xuôi theo đường luồng tràn xuống, khiến cho lửa không thể nào bùng lên được. Lão Mạng quyết định khép luôn cánh cửa lại dẫn lên nhà trên. Lửa cuối cùng cũng cháy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, căn nhà bếp đã hoàn toàn khói. Khói dày đặc bốc lên từ cục than tổ ong. Lão Tồn bấy giờ vừa ho vừa bảo: này, được cái thớt cho tôi mượn chút mau lên. Nói tới hai lần mà chẳng thấy lão Mạc đáp lại, lão Tồn quay sang bực dọc chửi: ô hay, nói mà không không. Nên tới đó thì lão Tồn phát hoảng khi thấy đồng đội nằm vật ở dưới đất sủi lơ, bên cạnh bếp than tổ ong còn đang nhả khói liên tục. Ôi dồi ôi, bỏ mẹ rồi, mau ra khỏi đây, để lão ấy ra khỏi đi, tiên sư ăn cái gì mà ngu thế không biết. Tuy phát hiện ra nhưng lão cũng chẳng kịp thoát thân, chứ đừng nói đến việc kéo cả lão Mạc ra khỏi căn bếp, vì khói lúc này đã bao trùm. Cứu, cứu thôi. Chỉ còn lão Mùi đứng ở gần cửa bếp là vẫn có thể kịp thời kéo cửa bếp cho rộng, rồi chạy đi hô hào kêu cứu: mọi người ơi, mau cứu người, còn mấy người ở trong đó. Lão Mùi tuy chạy ra kịp nhưng vẫn bị khói làm cho thần trí không ổn định. Lão không nhớ được chính xác trong bếp còn bao người, liền bảo: còn ba người thì phải, mau cứu người đi. Trong số người chạy sang có cả lão Vầu và hai thằng đệ tử,
Đến bên cạnh hai thằng còn có cả lão đủ, vì đợt này thân với ba tên này lắm, hễ rảnh rỗi là lại chạy sang nhủ rậu rẹt. Bốn tên thấy phía nhà bếp khói vẫn còn tỏa ra từ mấy khe hở, khói nghi ngút nhìn cứ như thể đang cháy nhà. Đám người chạy vào trong đã rất đông, cho nên hai thằng cũng không vào trong làm gì nữa. Có khi chỉ vướng thêm cho nên chỉ đứng quan sát. Nhìn tình hình có vẻ nguy hiểm, ngay trong nhà vẫn còn có đến mấy người chưa kịp thoát ra. Coi bộ tình hình khá căng, Bồn quay sang hỏi lão Vẩu. Thầy ơi, thì cái ca này có cứu được không thầy? Lão Vẩu vốn tính thật thà, lại luôn mong muốn dân làng được bình an tay quan nạn khỏi. Rồi là gặp chuyện gì cũng cố nhấc chân lên vũ đuổi đánh đét rồi bảo. Cứu được chứ sao lại không? Lão Đủ đứng đó nghe vậy thì đột nhiên cao hứng, liền vỗ vào lưng của thầy một cái rõ mạnh, khiến cho lão Vẩu suýt nữa thì vọt cả nước miếng. Đúng rồi, có thể vẩu đẹp trai vật tài năng, ca nào cũng cứu được hết, sao lại bảo không? Lão Vẩu nghe vậy thì cười ậm mờ, không có định nói gì thì lại bị thằng Ôn Con bơm đều. Bác Đủ nói chỉ có chuẩn thôi, thầy con là giỏi lắm đấy nha. Thầy Vẩu là không có chỉ cứu người bị ma quỷ quấy phá đâu, hễ có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng lại thầy con cứu có được hết đó. Lão Vẩu bây giờ trắng mắt, chưa kịp phản ứng thế nào thì Bột đã nói tiếp. Đấy, thầy con bảo rồi, hồi còn trẻ nó đi chơi là gặp nhà kia bị hỏa hoạn đó. Thầy con là một mình lao vào cứu hẳn được ba người ấy chứ chả đùa đâu. Lão Đủ nghe xong thì ồ lên ngạc nhiên. Trời đất ơi, thật hả? Không ngờ lão Vẩu của con lại giỏi đến mức như vậy. Làng ta thật là có phước mới xuất hiện một nhân vật xuất chúng như vậy đó. Bột liền vỗ ngực tự hào. Thì chưa còn gì nữa, thầy của chúng con đó là đỉnh nóc kịch trần, không ai so bì được cả. Lão Vẩu bấy giờ kịp tỉnh táo, thì không dám nói to vì cái tật sĩ diện, chỉ thầm thì vật tay của Bột. Này, tao kể mày như thế hồi nào hả? Bột đánh trống làng chỉ tay vào trong nhà. Trời đất ơi, họ làm gì trong đó mãi không ra vậy chứ, không biết có cứu được ai không? Thế đám người lao vào trong mãi không trở ra, ai cũng lo. Bột liền đẩy ông thầy đáng yêu của mình lên phía trước. Vợ hay có thầy Vẩu ở đây, thầy không thể thấy chết mà không cứu phải không? Thầy thị phạm cho chúng con xem đi, chỉ có thầy mới cứu được họ thôi. Bị đẩy về phía trước, lão Vẩu chưa kịp định thần toan quay lại thì đã nghe tiếng hô hào. Trời đất ơi, đến cả thầy Vẩu cũng muốn đi cứu người kìa. Thầy của chúng con giỏi quá, thầy Vẩu quá đỉnh. Vừa nghe đến đây, bệnh sĩ diện trong người của lão lại trồi lên. Lão tươi cười. Cảm ơn mọi người. Vợ tôi thi chết chắc chắn phải cứu, mọi người cứ tin tưởng ở tôi. Thầy Vẩu là số 1, thầy Vẩu của chúng con là số 1. Lão nhìn làn khói trong bếp mà không khỏi ớn lạnh, tuy nhiên lỡ phóng lao thì đành phải theo lao. Lão chạy vào bên trong lần mò đi xuống nhà bếp. Khói đen bây giờ đen kịt chẳng thấy đường, cũng không nhìn thấy người nào cả. Lo lắng đám người chạy vào đây cũng bị ngạt khói, lão Vẩu lúc này đã thực sự muốn đi cứu người cho nên tiếp tục đi xuống xem tình hình. Tuy nhiên lão cũng mò mẫm thế nào thì trước mắt cũng chỉ là một làn sương khói mờ nhân ảnh. Ở ngoài đường lão Đủ lúc này đang tấm tắc khen. Thầy nhà mình đỉnh nóc thật chứ. Thầy thầy mà bản thân tao hổ thẹn quá chẳng giúp được gì. Mà không biết thầy vào đó có vấn đề gì không? Bột vợ sột cười đáp. Bác cứ an tâm. Thầy con ma còn chẳng sợ nói chi ra ma cái khói đen thế này. Thầy cứ an tâm. Lời vừa dứt thì cả đám nhìn thấy từ sau hồi. Đám đàn ông ban nãy lao vào cứ người chạy sập ra, còn xách theo cả lão Tổn lão Mạc khi ấy đã sủi lơ. Thế nhưng mà Bột và Sột chẳng thấy ông thầy đáng yêu của mình đâu cả. Sột liền kéo tay của lão Chấn. Ủa bác, thầy con đâu? Sao thầy không ra đây? Thầy nào, hỏi vậy là sao? Ủa chứ bác không thấy thầy con lao vào trong đó hả? Thầy con vừa mới vào để cứu mọi người đó. Lão Chấn điền đáp. Không, bọn tao đưa hai lão ấy ra ngoài thôi. Lâu nay loạn quá nên đập tung vách nhà. Đưa đường hai lão ấy ra đây ngồi nghỉ một lát giờ mới ra. Hóa ra từ nãy đến giờ đám người đã thoát khỏi căn bếp chứ chẳng còn mắc kẹt nữa. Ấy vậy lão Vẩu chạy vào trong mãi không thấy ra. Bột vật sột liền hoảng hốt. Thôi bỏ mẹ rồi, mau vào trong cứu thầy đi. Hai thằng ngu lao vào trong nhà để tìm thầy. Mấy phút sau cả đám dân làng thấy từ trong làn khói đen là thân ảnh của ba người lao ra. Ở phía ngay bên chính là Bột và Sột. Hai thằng mỗi đứng một bên bên lão Vẩu chạy ra ngoài. Lão Vẩu khi đó cũng muốn sủi lơ vì ngàn khói, đầu cứ ngả nghiêng đảo tứ phía.
Ở dưới mỗi thằng chia nhau một tay một chân xích lão lên rồi chạy vội. Nhìn lão khi đó thi thảm số 2 thì không ai số 1. Bị hai thằng ngu vắt tay qua vai, mỗi thằng một chân xích lên, làm cho bộ dạng dạng rộng cả ra. Người thì toàn là khói, mặt cũng đen thui chẳng ra hình người. Không chỉ có vậy, miệng của lão lúc này còn đang há lớn vì ngạt. Trong khoang miệng khói còn bốc ra, nhìn chẳng khác gì kia ống pô của xe máy. May mắn là mọi người đều được cứu chữa kịp thời, cho nên không ai bị làm sao. Duy chỉ có lão Vẩu do tuổi cao nên ngất hơi lâu chưa tỉnh lại. Lão Tồn, lão Mạc, cả lão Mùi đều đã tỉnh lại. Tuy nhiên lão Vẩu thì chưa, nên Bột và Sột lo lắng lắm. Khi các người bác sĩ đang thăm khám, hai thằng vẫn ngồi bên cạnh để xem. Khi đó người dân quanh đây vẫn quen gọi mấy người hành nghề chữa bệnh là thầy thuốc, hay ngón gọn hơn là thầy. Bột quay sang liền mếu máo: "Thầy ơi, thầy con có làm sao không hả thầy?" Anh bác sĩ đang tập trung nên chưa kịp trả lời. Bột hoảng sợ hơn vì sợ lão Vẩu chưa thể tỉnh lại. Thằng Ôn Con liền hỏi y chang cái câu lúc bốn tên mới có mặt trước nhà lão Tồn: "Ôi thầy ơi, thầy xem ca này có cứu được không hả thầy?" Vì bác sĩ vẫn còn rất tập trung nên không trả lời câu hỏi của Bột. Thấy thiếu đồ cho nên phải đứng dậy đi lấy. Hai thằng ngu thấy vậy nghĩ là ông thầy của mình không cứu được nữa, thì gục đầu vào bụng của lão mà khóc ầm cả lên. Hai thằng thi nhau khóc. Không chỉ dừng lại ở đó, thằng mất dậy còn vỗ tay đôm đốp vào ngực của lão Vẩu, khiến lão ho lên sặc sụa, tỉnh lại trong cơn đau đớn ở lồng ngực. Lão bây giờ rú lên giọng vẫn còn ngạt: "Tổ cha, đứa nào đánh tao đó, chết tao bây giờ." Hai thằng quỷ đang ôm lấy người của lão khóc thì bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghe phát là nhận ra ngay. Thế nhưng mà chẳng lẽ lão Vẩu đã chết do ngạt khói rồi hay sao? Cả hai bấy giờ bật dậy, miệng hét lớn chạy tán loạn. Bột là thằng hét to nhất: "Ôi mẹ ơi, có ma, thầy ơi thầy chết rồi, thầy đừng có dọa con sợ lắm. Con không dám cố ý hại thầy đâu. Thầy tha thứ cho con. Ôi mẹ ơi, cứu con." Lão Vẩu vẫn ho lên sặc sụa, cố gắng ngồi dậy, mở mắt ra nhìn hai thằng Ôn Con: "Tổ cha, hai cái thằng mất dạy, tao chết hồi nào hả? Chứ mày có quay lại đây đỡ tao không thì báo." Quả nhiên hai thằng Ôn Con vừa lao ra đến cửa thì gặp ngay hai con đâm binh của lão đứng chặn, liền quay lưng chạy ngược lại. May mà còn kịp nhận ra thầy còn sống, nhăn răng cho nên mới hết sợ. "Khiếp, thế mà con cứ tưởng là thầy về chầu ông bà ông vài rồi chứ. Thầy còn thở được thế này là may quá rồi." Mà chuyện cũng đã xong. Lão Vẩu sau khi được chăm sóc cả bệnh xá và ổn định trở lại, được các bác sĩ cho về để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Bột và Sột có lỗi chạy ra ngoài chợ mua ít đồ về tầm bổ cho thầy. Sợ ba tên rủ nhau nhậu nhẹt cho nên Thị và Miên cũng đi theo. Lão Vẩu cũng không phải là người hẹp hòi, lại thêm việc hai thằng này là đệ tử Chí Cốt cho nên bỏ qua, không truy cứu thêm gì nữa. Bột và Sột nghe xong thì yên tâm vì sợ lão khỏe lại. Lại cho gặp ông Minh thì chỉ có nước khóc thét. Đám người đang nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng gọi: "Thầy Vẩu ơi, thầy có trong nhà không? Cho chúng con gặp một chút với. Chúng con là người ở làng Tá Lạ qua đây, muốn nhờ cậy một chút việc." Lão Vẩu nghe tiếng nói thì mau chóng đứng dậy đi ra để mở cổng. Đi theo còn có vợ chồng của hai thằng đệ tử. Cả bọn nhận ra ngay mấy người trước cổng không phải sống ở làng mình mà lại ở làng Tá Lạ. Không biết qua tìm có chuyện gì đây. Đám ấy có tổng cộng 3 người, có lẽ một cặp vợ chồng lớn tuổi và cô con gái. Tuy nhiên hỏi ra mới biết là không phải. Vợ chồng kia giới thiệu mình là con của ông cụ mày. Còn cô con gái còn khá trẻ bên cạnh là hàng xóm, vợ của Nhinh người mới mất. Vợ của Nhinh nhỏ hơn gã vài tuổi nên còn trẻ lắm, lại xinh đẹp, nên hai thằng quỷ kia vừa nhìn thấy đã có chút ngẩn người. Ba người được mời vào bên trong, họ mau chóng kể lại sự tình về ngay cái chết gần đây. Lão Vẩu nghe tới cái chết đầu tiên thì hỏi: "Vậy là đêm trước khi mà ông cụ mất, bác đây có ở với cụ một lúc và thấy cụ tỏ ra vô cùng sợ hãi, hỏi thì mách nhắc tới một thằng nào đó có bắt đầu bằng chữ D." Người đàn ông bấy giờ gật đầu xác nhận. Lão Vẩu bấy giờ liền tiếp: "Nghe qua thì có uẩn khúc đấy, tuy nhiên là có thực sự là do ma quỷ làm ra hay không thì phải qua đó mới biết. Trước mắt tôi nhìn thấy cả ba người đều có vương tà khí,
Nói đúng hơn thì đã là quỷ khí. Nó rất là nặng nề. Có lẽ ba người cũng đã tiếp xúc với một thứ vô cùng khủng khiếp. Trao đổi một hồi thì lão vầu cũng bảo ba người kia trở về làng trước. Thôi thì ba người cứ cầm lá bùa này bỏ vào trong người rồi về trước đi. Tôi cần chuẩn bị thêm một ít đồ. Không sống thì muộn tôi cũng qua. Cả ba cúi đầu rồi xin phép ra về. Lão vầu bấy giờ liền nói: hai thằng bay về lấy thêm đồ đi. Chuẩn bị xong chúng ta sẽ qua bên đó. Bột không hiểu bấy giờ liền bảo: ủa thì định qua bên đó lấy vợ luôn hay sao mà phải đem cả đồ đạc đi vậy hả? Lá nhăn mặt gõ cho nó một cái rồi chửi: từ xưa bố cái thằng ôn con, coi đó diệt quỷ thì cũng phải ở lại mấy hôm, chứ mày nghĩ qua cái là diệt được ngay đó hả? Bột bấy giờ ôm đầu cười khổ: à quên, còn nghĩ gì con nói vậy thôi, thầy đừng có trách con nhé. Thế thì chuẩn bị mau đi, còn ở đó nữa hả? Ngứa hết cả mắt. Bột nghe thấy như vậy liền sầu tới ôm lấy lão rồi vật ngửa xuống, miệng bấy giờ liền nói: thế ngứa mắt hả? Thế có để con gãi cho nhá. Và thế là lão phải vùng dậy dí cho thằng ngu đốc một trận thì mới vừa lòng. Mãi sau hai thằng mới dẫn theo vợ trở về. Phải nói là con Miên vừa sinh xong cho nên tính tình có chút khó ở và cực kỳ nhạy cảm. Làm sao nó có thể quên được ánh mắt của thằng Bột nhìn con ả khi nãy. Bột cũng nhận ra ánh mắt lăm của vợ cho nên cười bảo: ủa vợ, anh làm gì để cho em giận hay sao mà lại cứ nhìn anh như vậy, trông quái quá. Miên lúc đầu không nói gì nhưng cũng bị này quá nên tỏ ra thái độ: này, lúc nãy mày giỏi quá nhỉ. Mày ngắm cái con đấy không chớp mắt luôn mà. Nhìn đâu không nhìn lại nhìn vào hai cái quả bưởi của nó. Mày có tin là bà móc mắt của mày ra không? Bột bấy giờ sợ rồi sút tay: không, không, vợ hiểu lầm rồi. Anh ngắm gái bao giờ đâu. Nói vậy thì oan cho anh quá. Mày lại còn chối hả? Rõ ràng tao nhìn thấy mày chăm chăm nhìn vào hai quả bưởi của nó, mày muốn cãi không? Bột ra sức sút tay: làm gì có chuyện đó. Anh là anh chỉ yêu mình vợ thôi. Của người khác anh không thèm, vợ phải tin anh. Thế mày nói thử xem lúc nãy mày nhìn cái gì? À, thì anh thấy người lạ cho nên xem thử người ở đâu mặt mũi ra sao thôi. Vợ hiểu lầm ý của anh rồi. Thế mày trả lời cho bà câu này, trả lời đúng thì bà tha cho. Được, vợ cứ hỏi đi, anh trả lời được hết. Miên bấy giờ cười đều: thế cái dây cột tóc của cô ta có màu gì? Bột yên lặng suy nghĩ, tự nhiên nó lại không nghĩ ra sợi dây cột tóc của cô gái ban nãy màu gì. Tuy nhiên nhớ ra con gái ở vùng này thường dùng dây cột tóc có màu đen cho đỡ bắt mắt. Kể cả con Miên cũng hay dùng loại này cho nên bột tự tin. À, trời đất ơi! Bà hỏi dễ vậy, anh khẳng định luôn nó là màu đen, không có lệch đi đâu được đâu. Đúng như bột nói là không lệch đi đâu được. Nhưng đó là nó bị con Miên cầm cái roi rượt và đánh cho không lệch nhịp nào. Bột bấy giờ hoảng hồn: vợ ơi, sao đánh anh? Anh nói đúng mà, sợi dây cột tóc nó màu đen. Miên bấy giờ vừa dí vừa chửi: đen đen cái bà nội mày, cô ta có cột tóc đâu mà mày bảo nó là cột màu đen hả? Mày đứng lại cho bà. Bột nghe xong nhận ra là mình bị gài, thế là nó không thể thoát khỏi kiếp nạn thứ 82, chỉ biết khóc ròng vì cưới được cô vợ nóng tính. Không sao, rồi sau Miên cũng là người bột cực kỳ yêu thương, chịu thiệt một chút cũng đáng. Chiều ngày hôm ấy, lão vầu cùng hai thằng đệ tử dẫn nhau đi sang làng Tá Là để xem bên này có chuyện gì. Vừa tìm đường đến nhà con trai của ông cụ mày, lão vầu bấy giờ nhăn mặt: cô ấy đã mất nhiều hôm rồi, ấy vậy mà quỷ khí vương lại đây vẫn còn nồng đậm như vậy. Chẳng mấy chốc mà sẽ đổ bệnh cho người khác. Lão bấy giờ liền giải thích: tôi nói như vậy có nghĩa là thứ ma quỷ đó chỉ xuất hiện ở đây 1 đến 2 lần. Và lúc nó đến để lấy mạng của ông cụ. Con trai của cụ mày nghe vậy thì phát hoảng: trời đất ơi, vậy mà chúng con cứ tưởng ông cụ tuổi cao sức yếu qua đời là chuyện thường tình. Chỉ là do đêm trước khi cụ mất xảy ra chuyện con mới để tâm, mãi vẫn còn suy nghĩ về cái việc này. Lão bầu bấy giờ gật gù, đoạn bảo ông ta bảo dẫn sang nhà cô gái đi cùng. Qua tên nơi lão cũng nói y hệt như vậy, xong hỏi thăm về người mà ông kia đang nghi ngờ. Vậy là nhà bác đây còn nghi ngờ một người trong làng này sao? Con trai của cụ mày bấy giờ liền gật đầu: vâng ạ. Từ sau cái chết của chồng cô bé này, con đã thực sự nghi ngờ
vì trước khi mất cả hai đều qua đó gặp nó. Đó là thằng thanh niên có tên là Đắc, con trai của lão Chí. Bố con nhà đó khá thân thiết với nhà con vì một vài lý do, cô không cần thiết phải kể ra. Thằng Đắc là đứa ham chơi lêu lổng, bỏ đi mãi đâu gần đây mới trở về nhà. Về đây nó liền chạy sang thăm bố con nhà con. Nói thật thì thằng này dù hư nhưng vẫn yêu thương ông cụ lắm. Ông cụ cũng coi nó như cháu ruột trong nhà vậy. Nhưng ngày đêm đó ông cụ đã đột ngột qua đời. Ông ta nhìn vợ của Nhinh một cái rồi tiếp. Tiếp đến là thằng Nhinh. Thằng này còn trẻ nên làm sao có ai dám nghĩ là nó chết như vậy chứ. Thế mà khi chết nó cũng có tiếp xúc với thằng Đắc. Thậm chí là lúc phát hiện Nhinh còn úp cả cái hộp gì đó có mùi thơm do Đắc mua tặng làm quà sinh nhật. Hay là chuyện này có liên quan. Lão Vậu bấy giờ gật gù, ông ta lo lắng hỏi. Vậy chẳng lẽ nếu là do thằng Đắc hại hai người đó thật, chẳng lẽ cả hai đều bị nó giết thật sao? Lão liền lắc đầu rồi nói. Chắc không phải đâu. Chuyện thằng thanh niên đó có liên quan đến thì tôi thấy hợp lý. Nhưng tôi nghĩ kẻ giết người không phải là nó. Quỷ khí vương lại ở hai căn nhà cho thấy thứ đang giết người là quỷ. Cậu Đắc có khi là do bị quỷ ám theo rồi. Thứ mà quỷ này không phải là dạng đeo bám bình thường đâu. Nó đang lợi dụng cậu ta để hại người. Xong lão lại ra hiệu. Mau dẫn tôi tới nhà của cậu thanh niên đó xem thực hư thế nào. Tất cả mau chóng có mặt tại nhà lão Chí. Lão này nghe xong tình hình thì hoảng lắm. Nhưng cũng đồng ý để cho mọi người vào nhà. Nghe danh thầy Vậu lã lâu nay được gặp nên vô cùng chào đón. Lại thêm việc chính bản thân cũng đã cảm nhận được trên người của thằng con trai có điều gì đó bất thường. Lão Chí bấy giờ liền kể. Có thầy ở đây con mới dám nói thật. Quả thật suốt mấy ngày nay con như ngồi trên đống lửa vậy. Chẳng biết là đêm nào cũng nghe thấy tiếng nói của con nó làm nhảm ở phòng bên. Con nghe qua thì mới hiểu là nó đang nói gì. Lão Vậu bấy giờ liền hỏi. Vậy cậu nhà đây nói gì vậy? Nó nói cái gì mà tao là hiện thân của tử thần. Tao chính là tử thần. Về cái gì đó nữa còn không có nhớ. Đại loại như là vậy. Nghe ghê lắm đó thầy. Suy nghĩ một hồi lão Vậu nhận ra điều gì thì hỏi con trai của cụ mày. Vậy khi con trai bác đây tới thăm ông cụ, có cho ông cụ thứ gì không? Ông ta bấy giờ liền gật đầu. Có thưa thầy, là một cây tẩu thuốc lào. Nó nhỏ hơn bình thường. Ngày còn khỏe ông cụ thích hút thuốc lào lắm. Nó nói là nó mua trông cụ làm quà, cho nên ở nhà con vẫn để trông cụ nhận. Chứ nói thật là không có hút được nữa. Lão bấy giờ gật gù. Vậy là hiểu rồi. Thứ ma quỷ đó ấy sẽ tặng cho những người mà nó muốn lấy mạng một món đồ, dựa theo ký ức của vật chủ mà từ món đồ đó tìm đến để ra tay hại người. Mọi người có biết cậu Đắc quen ai nữa không? Cả đám ngồi suy nghĩ, phải mau chóng tìm được mục tiêu tiếp theo mà Đắc mong muốn. Còn lúc đó một vật sột nghe chuyện chán quá thì xin phép đi thăm chung quanh. Đi đâu không đi, cả hai lại mò xuống dưới bếp. Bột bấy giờ tấm tắc nói. Nhà ông bác này khá nhỉ, đến cái bếp thôi mà cũng rộng thế này, đủ để kê hai cái giường ngủ luôn chứ. Hai thằng đào quanh bếp xem có thứ gì đặc biệt không, thì thấy mấy cái thùng lớn được xếp chồng lên nhau. Chẳng biết bên trong có gì, tuy nhiên cũng không dám tò mò làm gì. Cả hai định đi ra ngoài thì sột bỗng nhìn thấy dưới nền nhà có sợi dây trông vừa lạ vừa quen. Nó cúi xuống nhặt lên rồi ngạc nhiên. Ủa may, sao cái sợi dây này nhìn giống như là dây cháy chậm nối với lại mấy cái ống pháo vậy? Ờ nhỉ, giống thật đó. Sao ở đây lại có thứ này? Mà có phải là dây cháy chậm không? Muốn biết hay không thì mình cứ đốt thử là biết thôi. Sột bấy giờ đồng ý tìm cái hộp lửa rồi đốt cho nó cháy thử. Tuy nhiên nó không hề cháy xè xè như dây pháo bình thường, mà chỉ lao lắt như mấy sợi dây bình thường mà thôi. Bộ chán nản quẳng luôn sợi dây còn cháy ra sau lưng, rồi cùng Chí Cốt ra ngoài, miệng nói. Trời đất ơi, tưởng dây pháo chứ không phải. Thôi bỏ đi mày ơi. Hai thằng ngu đi ra cũng là lúc lão Vậu và mấy người trên nhà chở ra trước cầm. Lão Chí bấy giờ chào hỏi thêm vài câu. Vậy thì cố gắng giúp nhà con với nha. May mà có thầy ở đây, nếu không con lo mất ăn mất ngủ. Lão Vậu gật gù ngất hàm cho hai thằng đệ tử. Chúng mày làm gì nữa, mau ra đây đi về thôi. Bột và Xuân gật đầu chạy ra. Bây giờ từ nhà bếp phát ra một mùi hương gì đó khen khét. Lão Chí liền hỏi. Ủa cái gì cháy vậy?
có ai người thấy cái mùi gì không? Cả đám cùng nhau khịt khịt mỗi người. Quả đúng là có mùi khét như có thứ gì đó đang cháy vậy. Lão Chí bấy giờ lập tức phát hoảng khi thấy có khói từ trong nhà bếp phát ra. Ôi thôi bỏ mẹ rồi, mau vào dập lửa đi. Còn chưa ai kịp nhấc chân lên thì tiếng nổ đầu tiên đã vang lên. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng sấm như là tiếng nổ vọng cả một vùng. Thậm chí người ở bên nàng phòng và mấy nàng quanh đó cũng nghe rõ một một. Còn ở nhà lão Chí hiện tại, đám người đang kéo nhau bò chạy tán loạn vì hàng chục tiếng nổ liên tiếp vang lên. Sự công phá của những vụ lớn đến mức căn bếp của nhà lão màu trắng tan tác. Chỉ trong thoáng chốc căn nhà kiên cố của lão Chí bốc hơi chỉ còn lại một nửa nhà trên. Tuy nhiên nhìn tình trạng không khó mà ở tiếp, lão Chí bấy giờ quỳ dạp xuống đường rồi mếu máo. Ôi trời đất ơi, tan tác cả rồi, nhà của tôi, pháo của tôi. Hóa ra lão này nhập pháo ở đâu đó về định chơi Tết bán lại cho đám thanh niên. Lúc nãy còn chưa kịp dọn vào kho để tạm mấy cái thùng dưới bếp, đèn đuổi làm sao gặp ngay ngay hai thằng Bồn và Sột. Hai thằng Ôn bấy giờ còn đứng yên tại chỗ, không dám ho nghe dù chỉ động một tiếng, vì biết nguyên nhân sự việc bắt đầu từ đâu. Và thế là cả nhà lão Chí cũng phải dọn đồ sang nhà con trai ông cụ mày ở tạm chờ dựng lại nhà mới. Chỉ có thằng Đắc là vẫn đi đâu chưa có chịu về. Đến tối Đắc mới từ đâu mò về thì thấy nhà cửa tan tác chỉ còn một nửa. Cả đứng gãi đầu tự hỏi, ủa, nhà mới bị người ta ném bom hay sao vậy? Sao còn lại một nhúm thế này chứ? Ở tại căn nhà kia, lão Vầu lập tức cảm nhận được một luồng quỷ khí vô cùng nguy hiểm, liền nói với lão Chí, con trai của bác về rồi, nó đứng ở trước cổng nhà. Sao thầy lại biết? Vì cậu ta bị quỷ dữ bám trên người, tôi có thể cảm nhận được. Ông hãy lấy sao chọc vào đầu ngón tay của mình, lấy vài giọt máu chảy ra, cậu ta tự khắc tìm tới đây. Lão Chí nghe vậy thì cũng thử làm theo, và đúng như là thầy nói, cả đám mau chóng nghe được tiếng bước chân loẹt quẹt ở bên ngoài đường. Biết người đến là ai, vẻ mặt người nào cũng vô cùng áp lực. Lão Vầu nói với hai thằng ngu, chúng mày tập trung chuẩn bị cho tao đi, và lát nữa tao sẽ cố gắng làm cho nó phân tâm. Chỉ cần tao dán được lá bùa vào người của nó, chúng mày lập tức đốt lá bùa này lao vào nó, nghe chưa? Yên tâm đi, thế chúng ta thiêu chỉ là quỷ chứ không phải là người đâu. Lão Vầu bấy giờ cẩn thận dặn dò bố của thằng Đức, nhà bác cũng phải hết sức bình tĩnh nha. Lát nữa người bị thiêu là quỷ chứ không phải là con trai của bác đâu. Không ai được lao vào dập lửa, đang nghe chưa? Tất cả đều cùng hiểu và cùng nhau chờ đợi. Đang vừa hay bước vào bên trong sân, nhìn thấy bố mẹ của mình trong nhà, cả bấy giờ liền hỏi, ủa sao bố mẹ lại ở đây? Nhà mình bị sao vậy? Sao tan hoang hết cả rồi? Lão Chí im lặng không biết trả lời như thế nào. Hai thằng Ôn kia lúc này nhìn nhau cười khổ không dám nói. Lão Vầu bấy giờ liền bảo, mà quỷ phương nào còn không mau hiện hình chứ, chẳng lẽ phải để ta ra tay? Đắc tỏ ra không hiểu, ủa ông là ai? Ông đang nói cái gì thế? Ta nói gì, ngươi là người hiểu rõ hơn ai hết, mà mau hiện hình đi, cái thứ ma quỷ kia. Đắc bấy giờ vẫn tỏ ra không hiểu gì, nói với lão Chí, bố, ông ta là ai vậy? Nói gì con chả hiểu. Lão Chí vẫn chưa phân biệt như thế nào, người run rẩy đoạn ấp úng, mày đi đâu về? Đi chơi chứ đi đâu. Thế sao mày biết tao với mẹ mày ở đây mà chạy sang? Thì hai người không có ở nhà thì chạy sang đây thôi. Phải lại nhà cửa tan hoang thế kia, còn nghĩ hai người sang đây ở tạm. Lão Vầu liền nhìn nó trừng mắt rồi nói, chứ chẳng phải mày người thấy mùi máu công ấy, máu của bố mà cậu thanh niên mà mày đang gá vào, còn không mau thoát ra khỏi người của cậu ta đi, ta sẽ đánh cho ngươi một trận đó. Đắc bấy giờ cười nhếch môi, vậy sao? Lão có giỏi thì bơi vào đấy. Nhìn ra dòng điệu của con trai đã thay đổi, lão Chí bấy giờ sợ hãi nói, mày là ai? Mày là cái thứ gì? Mày làm gì con tao? Đắc bấy giờ lại cười khẩy, tao là ai hả? Ta chính là tử thần, ta chính là hiện thân của tử thần. Những kẻ mà ta muốn đều phải chết, chúng mày cũng vậy. Đắc bấy giờ cười phá lên. Lão Vầu lập tức thủ trong tay lá bùa chuẩn bị rồi bước ra, không quên dặn lại ngay thằng, tao giang hiệu là hành động ngay, đã biết chưa? Hai thằng ngu bấy giờ liền gật đầu, vâng ạ.
Thầy cứ an tâm. Lão tiến ra bên ngoài mặt đối mặt với lại Đắc. Đắc bấy giờ miệng gầm gừ. Lão già chết bầm, không cút ra thì mạng đầu tiên chính là của lão đấy. Nghe xong, lão liền lao tới đứng trước mặt của lão, miệng khè khè hù dọa. Sợ chưa? Mày đã sợ chưa hả cái thằng già? Mày đã sợ chưa? Đắc liên tục khè lên từng tiếng, nước bọt văng đi tung tóe khắp nơi, khiến cho lão vẩu bực mình tận cho nó một cái. Tổ cha nhà mày má với trò quỷ chơi cái trò gì bẩn vậy? Có thôi ngay không thì bảo. Đắc sau khi bị vả cho một cái thì hiểu ra vấn đề. Lão già bấy giờ thực sự không bình thường. Gã nghiêm túc trở lại, tìm cơ hội để tiếp tục tấn công. Lão vẩu bấy giờ liền đắc ý. Mày lại định dọa ông hả? Rất tiếc trò chơi đến đây là kết thúc rồi. Không cho Đắc có thời gian kịp suy nghĩ, lão vẩu lao vào túm lấy gã, tìm cơ hội dán lá bùa cầm trên tay vào huyệt đạo dưới cổ của gã. Tuy nhiên một kẻ tuổi cao sức yếu như lão thì túm được cũng rất khó khăn để có thể đạt được mục đích. Đắc nhận ra ý định này cho nên lập tức cản lại. Đắc chụp lấy cánh tay gầy gò của lão mà đẩy mạnh ra, khiến cho lão vẩu dồn hết sức nhưng vẫn không thể tiếp cận. Biết cứng đối cứng không lại, lão vẩu liền dùng chiêu khác. Lúc này thì phải dùng mưu hèn kế bẩn may ra mới có thể thắng được. Lão đột nhiên không dồn sức nữa mà ngoay sang một bên. Nhanh lên, còn chờ cái gì mau làm đi. Đắc phát hoảng vì nghĩ rằng mình bị đánh lén cho nên mất tập trung ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Chẳng ngờ phía sau không hề có gì cả, vội vàng quay lại thấy nụ cười vô cùng đều giả. Mày bị lừa rồi, chúc mừng nha. Đắc không kịp làm gì thêm, đã bị rắn lá bùa ở phía dưới cổ. Thứ ma quỷ lúc này gầm thét. Khốn nạn, lão dám gài bẫy ta, bố cái thằng thầy pháp hèn. Lão vẩu bấy giờ chẳng bận tâm, giang hiệu cho bột và sột. Hai thằng lập tức hiểu ý đốt lá bùa mà lao tới. Tuy nhiên thì thứ quỷ ấy thực sự là quá mạnh, dính thứ bùa nhưng vẫn tiếp tục phản kháng, vùng tay kéo lão vẩu mật túm chặt. Lão vẩu có phần bất ngờ cho nên không kịp né tránh. Hai thằng ngu cầm lá bùa đang cháy trên tay lao tới định tấn công. Thế nhưng mà ông thầy đang bị khống chế nên lùi lại chưa dám làm gì. Lão vẩu bấy giờ cố gắng hét lên. Mau tìm cơ hội thiêu nó đi, ném lá bùa dính vào người của nó là được. Hai thằng hiểu ý liền tìm đến cấp để tấn công. Thế nhưng Đắc cũng khôn lắm, nó liên tục dùng lão vẩu để che chắn, khiến hai thằng kia không dám ném lá bùa đang đỏ rực. Rõ ràng hiệu cho bột lấy thêm lá dự phòng mà lão đã đưa rồi chia nhau ra tìm cơ hội. Đắc lập tức hiểu ra vấn đề, tuy nhiên bây giờ chỉ có thể che chắn được một hướng mà thôi. Bột và sồn mau chóng áp sát từ trước mặt vào sau lưng, Đắc buộc phải vòng vòng để che chắn. Rồi thấy cơ hội đã tới thì nói, mau, nó sơ hở rồi, làm đi bột ơi. Bọn nghe vậy thì như thường lệ, ngay tay nắm chặt lá bùa lao tới dí vào người của Đắc. Thằng ôn còn không ném mà tự mình lao tới, để chắc chắn Đắc không thể né được. Lao vào bị quay như là trong chóng, mặt mũi xây sầm, chỉ có thể cất tiếng thều thào. Làm chưa? Ta làm được chưa? Được rồi, con làm được rồi, thì mau thoát khỏi đó đi. Nghe vậy lão vẩu mừng rỡ, dù đói lắm rồi nhưng vẫn dồn hết sức cắn mạnh vào tay của Đắc rồi thoát ra. Chạy qua một bên để quan sát, xong thì Đắc vẫn còn đang đứng đó trên người không hề có vết lửa nào thì hỏi. Ủa, nó vẫn bình thường mà, có làm sao đâu. Thế sao thằng nào bảo là làm được rồi? Ở bên kia thở hổn hển giờ mới mở mắt ra một lần nữa thì thấy có những đống lửa đối diện mình. Nó bảo. Được rồi, được rồi mà thầy ơi, nó đang cháy kia kìa thầy ơi. Lão vẩu và thằng sồn đứng cạnh nhau bây giờ mới có thể nghe thấy tiếng lửa đang cháy tí tách, và một cảm giác nóng dần lên thì cúi đầu nhìn xuống. Hai tên bấy giờ mới nhận ra áo của lão vẩu đang bị lửa thiêu cháy. Ôi giời ơi, cái mẹ gì thế này, cứu tôi với, bố cái thằng ngu, sao mày lại đốt áo của tao hả? Lão nhảy cẫng lên vì bị sức nóng của ngọn lửa áp vào bụng. May sao chỉ mau chóng chạy tới lấy thống nước và chờ đợi kịp thời. Dập xong thì cái áo của lão vẩu đã bị cháy đi quá nửa, lộ cả hai cái núm đen ở trên ngực, nhìn hệt như là người vượt từ trại tâm thần trốn ra.
Đắc bấy giờ cười đắc ý, tưởng như nào, hóa ra lại là một cái lũ đần, vậy mà cũng đòi bắt ta. Vừa dứt lời thì Đắc lại nghe sau lưng có tiếng châm chọc, mày mới là thằng đần ấy, tao còn ở đây cơ mà. Đắc vừa ngoảnh đầu lại nhìn thấy một ngọn lửa đã ập vào người của mình. Hóa ra là lá bùa trên tay của bột vẫn còn chưa cháy hết, vì loại giấy được lão vầu dùng cháy khá chậm chứ không như giấy bình thường. Đắc vội vàng phủi phủi ngọn lửa, nhưng chỉ cần chạm tay vào nó ngắt toáng cả lên. Đau quá, tha cho ta, cứu tôi, cứu tôi. Tất nhiên là không một ai dập lửa vì bị lão vầu gắt. Đến cả vợ chồng lão Chí thấy con của mình bị vậy cũng xót đến trào cả nước mắt, nhưng vẫn còn tin tưởng những gì thầy đã nói nếu muốn con trai của mình tiếp tục vượt qua tai kiếp. Đắc bấy giờ quằn quại ở trên sân, trong ngọn lửa đỏ bao trùm, lửa liên tục đổi từ màu đỏ sang xanh rồi lại chuyển đến màu đen, mà đến nửa nén nhang thì mới tự tắt. Cả đám người sau đó vô cùng trầm trồ khi thấy Đắc vẫn còn nguyên vẹn nằm đó, trên người không có một chút vết bỏng nào cả. Lời của thầy vầu quả thật là không hề sai. Mọi chuyện kết thúc, con quỷ cũng hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn một chút hồn phách. Vốn bình thường lão vầu sẽ không tận diệt, nhưng thức quỷ dữ lần này giết đến hai mạng người và chắc chắn không có ý định quay đầu. Thế nên là cách tốt nhất bây giờ vẫn là tiêu diệt nó. Xong xuôi mọi việc, lão và ngay thằng đêm nay ngày mai tới về làng. Xong cái món nghề quen thuộc làm sao có được bỏ qua, đó chính là đi ăn trộm. Qua làng khác nhưng bà tên không nề hà gì mà nửa đêm đi ra ngoài xem có nhà nào có hoa quả gì không, thò lấy mấy quả ăn cho đã bụng. Tìm kiếm được một mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện, đó là ngôi nhà không hàng rào. Nhà được làm từ đất sét nhưng quét vôi trắng, cho nên dưới ánh sáng của căn nhà vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy. Ngay bên sát trong nhà chính là một cây cóc xài chịu quả. Lao vào và ngay thằng Ôn còn nhận ra, nghĩ tới vị chua mà không kìm được nước miếng. Cả ba rón rén bước tới, từ từ tiếp cận cây cóc. Tuy nhiên cây cóc này cao chứ không hề thấp, và phải trèo lên thì mới có thể hái được. Tất nhiên nhiệm vụ lần này được giao cho ngay thằng Mất Dậy, Bột và Sột. Hai tên thay nhau trèo lên, Lao vào đứng bên dưới chờ đợi. Hai thằng Ôn con trèo lên cây thì không nhịn được nữa và lấy mấy quả liền cắn cho đã thèm. Chắc hẳn là ai cũng biết, thèm gì không nói chứ thèm chua là nước miếng cứ ế nhiễu cả ra. Bồn cũng vậy, là cắn miếng cóc mà nước miếng trong mồm của mình tràn cả ra ngoài, nhiễu cả xuống. May rồi thế nào lại dính vào cả mặt của lão vầu. Lão giật mình đưa tay vuốt vuốt cái thứ nhớp nháp vừa dính vào mặt. Ủa cái nước gì thế này, mưa hả? Lão đưa lên mỗi người thì suýt nữa phải nôn nọe vì cái mùi nó thối không thể nào tả được. Hóa ra đó là nước miếng của cái thằng Mất Dậy. Mẹ nó chứ hả? Thèm đến nhỏ cả dãi ra chứ nói. Khiếp quá thôi. Dứt lời thì lão đưa tay còn lại lên lau đi đống nước dính trên khóe miệng của mình vừa nhễu ra. Ở trên cây hai thằng Ôn con vẫn đang ra sức ăn. Chưa hay vội xuống ông thầy bấy giờ bên dưới. Có một điều ai cũng biết, đó là thân cây cóc rất chi là giòn. Cho dù có lớn như thế nào đi nữa thì nó vẫn rất dễ gãy. Một nhìn thấy quả to, vươn tay định hái thì rắc một cái, cái nhánh cây nó vừa đặt chân vào liền bị gãy. Bồn ngã phịch xuống đất là lên một tiếng đầy đau đớn. Ôi da, chết mất thôi, đau, đau quá. Thằng Sồn bấy giờ vẫn còn đang ở trên cây. Nó phát hoảng tìm kiếm rồi vội vàng nhảy xuống. Nó nói: chạy đi thầy ơi, trong nhà có tiếng động rồi. Lão vẩu nghe thấy như vậy thì cũng không chần chừ gì thêm, liền quay lưng cắp giòm bỏ chạy, bỏ luôn thằng đệ tử đang quằn quại ở dưới đất. Ở bên trong nhà, người đàn ông nghe tiếng động thì liền tỉnh giấc lao ra mở cửa, miệng bấy giờ liền chửi: Đứa nào lẻn vào trong nhà tao ăn trộm vậy hả? Đứa nào? Nhớ tới vị trí tiếng động vừa rồi, ông ta liền chạy ra ngoài hông, tìm tới ngay cây cóc và nhận ra một cành cây đang bị gãy. Tuy nhiên không thấy người nào ở đây cả. Để cho chắc ăn thì ông ta liền bước xuống đi lại chung quanh hông nhà để tìm kiếm. Thế nhưng tuyệt đối thì không thấy ai cả.
Bây giờ đứng ngay đối diện, quay lưng về bức tường bên nông nhà được quét vôi trắng rồi nói: Ủa, vừa mới nghe tiếng đây thôi mà, chạy đâu mà nhanh vậy hả? Nói xong ông ta ở đây một tiếng rõ to, hóa ra là còn đang say rượu không cam tâm, cái tiếp tục đi qua đi lại bên nông nhà. Đối diện với bức tường quét vôi trắng, chẳng hề hay biết ở đó đang có một người đang nín thở, nhìn không được mà chỉ từ từ, nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi khi đó không ai khác, đó chính là Bụt. Bạn ấy bị ngã đầu quá cho nên có muốn chạy cũng không thể nào kịp. Mà nếu như là bị tóm đường thì chỉ có nước bị bế lên ủy ban mà uống trà mà thôi. Một lúc bấy giờ nghe tiếng chủ nhà lao ra thì cố gắng nén cơn đau mà chạy đi chỗ trốn. Từ tứ phía quanh đây không hề có chỗ nào để nấp cả. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, Bụt đang chạy thì nằm bên nông nhà có cái xô nước trắng đục. Không nghĩ gì nhiều thêm mà cầm lấy dốc ngược hết vào người của mình. Công may là xô vôi đã được tôi rồi cho nên không có bị làm sao. Lại dùng màu trắng của bức tường nhà để ẩn thân. Thằng ôn con bấy giờ đứng im, chỉ dám mở mắt nhìn các đàn ông còn đang đi đi lại lại. Tưởng như mọi chuyện sẽ chót lọt. Tuy nhiên Bụt không hề biết một điều, căn nhà không hoàn toàn được quét vôi trắng. Có lẽ để tạo điểm nhấn hay sau đó, chủ nhà lại quyết ngang theo tường nhà một thứ gì đó màu đen. Cái vệt đen đó ngang với cỡ đầu cho nên vết đen của cái đầu đã bị Bụt làm cho mất đi một đoạn. Chủ nhà tìm thấy một lúc không có thấy đâu cho nên đành bấm bụng đi vào. Thế nên quay vào lại vô tình nhìn thấy bức tường mà mình thấy có gì đó lạ lắm thì tức mắt. Cụ thể là cái vạch đen đột nhiên bị cắt ngang một khoảng trắng. Cảm thấy có vấn đề, các liền bước tới để xem. Ở tập bước đến nơi đứng ngay ở đó cũng là lúc Bụt muốn xìu cả người xuống. Công may kẻ này đang say mềm trên nên đôi mắt cứ như vậy nhòe đi, không nhận ra có một cơ thể người đang đứng ngay trước mặt của mình. Bụt không dám nhìn thẳng mà quay đầu sang một bên, phó mặc cho số phận, thì mới phát hiện cái vạch đen chạy ngang qua căn nhà. Nhận ra vấn đề thì liền nhìn thấy mắt chủ nhà đang chăm chăm như là muốn ăn tươi nuốt sống. Bụt thầm nghĩ ở trong đầu, thôi bỏ mẹ rồi. Bụt tưởng rằng mình bị phát hiện cho nên chuẩn bị cúi đầu xin lỗi, xong người kia lại bị cơn say làm cho hoa mắt chóng mặt, nhắm tin tất cả lại. Nhân cơ hội đứng giặt qua một bên rồi cúi rạp người xuống. Tên chủ nhà mở mắt ra thì không thấy đôi mắt vừa rồi đâu nữa. Gã bấy giờ ngà ngà rồi hỏi: Ủa, mấy đây mà đâu mất tiêu rồi? Vừa rồi nhìn quan sát thật kỹ, cái đúng là thấy có dáng người đang chuyển động. Tuy nhiên còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã biến đi đâu mất. Quá mệt mỏi trong người cho nên không muốn bận tâm thêm, ông ta liền quay lưng đi vào bên trong nhà. Vừa bước một bước thì đã vào trúng người của thằng Bụt rồi ngã lăn quay. Cô ngã khá là đau, tên chủ nhà mất mấy giây mới có thể ngẩng đầu cùng mình lên thì thấy ngay người trắng toát như là vôi, vội ngồi chồm hồm ở trước mặt. Nghĩ đó là ma cho nên hét lớn, rồi dùng hết sức bình sinh co chân cắp giò mà bỏ chạy. Trời đất ơi, cứu tôi với bà con ơi, có ma. Bồn cũng phát hoảng đứng lên rồi bỏ chạy ra khỏi đó. Ở ngoài đường lão vầu cùng với thằng Sột chạy một đoạn thì thấy an toàn thì mới dừng lại. Sột bấy giờ liền hỏi: Ủa, cái thằng Bụt nó đâu rồi thầy? Không lẽ nó bị túm cổ rồi sao? Lão nhớ ra liền phát hoảng quay lại: Tôi thì chết rồi, mau quay lại cứu nó đi. Hải Tình định đi cứu Bụt thì ngay lập tức thấy có thân người trắng bệch như là vôi, nhìn tưởng lộm không thể nào có thể chịu được. Sột bấy giờ liền quay phát lại rồi hét lên bỏ chạy: Ôi trời đất ơi, mau chạy đi, có quỷ rồi thầy ơi. Lao vào cũng vừa nhìn thấy cái thân ảnh chỗ trắng chỗ đen đang lao về phía của mình thì vội vàng quay đầu phát chân lên cổ mà chạy. Sột bấy giờ liền hỏi tiếp: Ủa thầy, thầy là thầy pháp sao thầy lại chạy nhanh thế hả thầy? Lão vừa chạy vừa bấy giờ chửi: Thầy bà gì cái tầm này chứ hả? Tao có đem theo bùa bà gì đâu, gặp ma gặp quỷ thì cũng sợ khác gì chúng mày chứ. Hai tên ra sức mà chạy, Bụt ở đằng sau đuổi theo thì thấy đồng đội không kịp đứng lại chờ mình thì hét lớn:
Này, chạy cái gì mà dữ tợn vậy hả? Đợi con với, cái thằng khốn nạn kia chờ tao, sao mà chạy dữ vậy hả? Xuân nghe tiếng nói sau lưng của mình thì phát hoảng nói với thầy. Ôi thầy ơi, nó còn muốn dụ mình thầy kia ơi. Mau chạy đi thầy ơi. Khiếp quá, con quỷ bạch tạng gớm chết đi được. Mà cha hai cái tên kia, đợi với nào đừng có bỏ chạy như vậy chứ. Lão Vẩu vừa chạy vừa bấy giờ nói. Khiếp quá thôi, cái làng này cái gì mà nhiều quỷ thế hả? Sao mà sống ở đây được hay vậy trời? Và cứ như vậy, cô diệt đuổi diễn ra náo loạn cả làng tá lạ. Tiếng làng hát đầm mỹ vang vọng cả về trong nàng phòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.